Nhưng mà chị nói trước, Lan Anh nó rất là tình cảm. Em cũng phải dè chừng, nếu mà em làm tổn thương là em cũng mệt với đám này. Cái gì không dài rồi. Đúng rồi hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối tượng bên kia nghe luôn. Em tên Trần Ngọc Phi Vũ, hiện tại em 33 tuổi, sống ở Hồ Chí Minh. Hiện tại đang tác ở công ty cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến. Em làm chuyên môn làm gì? Đại nhân viên hành chánh bán hàng anh. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. Em xin giới thiệu, em tên là Lan Anh, năm nay em 28 tuổi, em đến từ Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm kế toán ạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em thích nấu ăn, gọn gàng sạch sẽ, biết quan tâm đến gia đình. Còn điểm yếu của em là nhiều khi siêng năng quá, gọn gàng quá nên thành ra gọi là khó tính á chị, kỹ tính. Giọng nói của em mà nói to quá thì mọi người gọi là chua. Chua hả? Đâu có to đâu, đâu có chua đâu. Cái này em đang nói vừa anh. Rồi bạn nam thì sao, mình có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là một người vui vẻ, thẳng thắn, rất là nhiệt tình, sống có trách nhiệm với gia đình và công việc của mình. Về nhược điểm thì em ngủ hơi có tiếng chút xíu, không biết nấu ăn. Ngủ sao em? Ngủ sao? Dạ ngủ có tiếng. Ngái đó. Ngái đó hả? Ngái mà. Dạ. Vũ 33 tuổi rồi. Dạ. Nhiệt tình công việc như vậy, có nghề nghiệp ổn định rồi. Dạ. Nhưng tại sao lại chưa tìm cho mình được một cái bóng hồng bên cạnh? Em nghĩ là em ít nói. Anh thấy Vũ đâu ít nói đâu. Đẹp trai mà, đúng không? Người này rất là năng động, không ít nói đâu. Dạ, trong công việc thì em nói nhiều lắm. Nhưng mà giống như ở ngoài thì em ít nói. Rồi, vậy mình muốn tìm mẫu người bạn trai mình như thế nào? Dạ, cái mẫu người bạn trai về ngoại hình á thì người đó cao 1m65 tới 1m7. Có luôn. Không có hói. Có không? Ngoại hình á thì tương tất gọn gàng, tóc tai cũng gọn gàng chị. Bên đây quá gọn. Còn về tính cách á thì biết quan tâm tới gia đình, không có gia trưởng, không có quản lý quá chị. Đừng có quá vô tâm. Bên đó có gia trưởng không? Dạ em không có gia trưởng chị. Mà... có vô tâm không? Dạ em có tâm lắm. Có tâm dạ. Còn cái vụ hói thì sao, lúc đó nghe im im vậy? Người ta yêu em nè, người ta chăm sóc em nè, người ta đẹp trai nè. Dạ. Ta có cơ sở làm ăn, có nhà cửa đàng hoàng, ta có tâm nè. Nhưng ta bị hói nhiều rồi sao? Nếu giống như những cái anh nói là giống như biết quan tâm tới gia đình, biết thương vợ, lo cho gia đình thì không sao anh. Vậy bạn trai thích người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình trước đi. Ngoại hình là cao từ 1m5 đến 1m6. Tóc dài chút. Ngắn cũng được. Nhưng mà... trời ông nói câu đó xong, ông thầm thêm câu kia nữa. Bờ người. Không mọc không ốm hả? Dạ. Có điểm gì em không thích ở người bạn gái của mình không? Dạ em không thích bạn gái là lười biếng à. Gái không ai làm biếng rồi em ơi. Bên đây người ta kỹ tính lắm, siêng năng lắm. Gì nữa không em? Chắc em đủ như đó. Đủ rồi đó. Dạ. Anh chưa nghĩ ra. Như đó được rồi ha. Dạ. Anh hù người ta không hối đồng hối là bên đây người ta hết hồn hết vía. Mình có phải làm dâu không? Dạ muốn làm dâu cũng được chị. Nhưng mà nếu mà muốn sống riêng thì mình thuê nhà thôi. Mình có cái tật xấu nào ngoài cái ngáy nãy giờ mình chưa nói không ha? Mà nhát cái gì? Nhát gái hay là chết nhát hay là... Chắc cũng hơi nhát gái đó chị. Có nhát trai không? Dạ không, nhát trai không nhát. Kiểu như em đi làm rồi bạn gái em xin đi chơi với bạn bè người ta mà em không có đi chung thì em có cho người ta đi không? Dạ được chị. Đi chơi với bạn trai được không? Dạ không chị. Còn không, bạn trai chung nhóm, bạn trai là bạn khác giới thôi chứ không phải bạn trai là bồ bịch. Được không? Dạ được. À, nhớ nghe. Dạ. Nói vậy á. Xung đây ta dễ thương. Đàn trai hơi bị ngon à. Sao chị? Em... Được. Em Hoàng hỏi trai, kia, coi thế nào hợp với em không nha. Dạ. Ủa, trời em gái. Dạ. Em sở thích của em là gì? Dạ em thì thích đi xem phim, thích uống trà sữa. Thôi rồi, lớn thích uống trà sữa à. Giống em nghe. Thích xem phim gì? Dạ, phim gì em cũng coi hết, thể loại nào cứ ra rạp em thích thì em đi coi à. Dạ. Có cái tài nào biểu diễn hát cho đàn trai nghe một bài coi. Dạ, em xin hát một đoạn cho một bài Sau Tất Cả. Sao tất cả. Tình yêu cứ thế đông đầy trong em từng ngày. Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Rồi, cảm ơn em. Vậy là đàn trai thấy được lắm rồi đó. Bên đây cô gái rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Hát cũng ngọt ngào nhưng hơi nhỏ thôi. Dạ. Mình bạn có nam tài có gì tặng gì bạn gái không? Dạ em cũng được. Dạ em xin gửi đến bài hát Điều Anh Biết. Anh không biết bao nhiêu sao trên trời,
Anh không biết cuộc đời mai sao, dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi. Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Để em đi tính cách em vậy luôn nha. Yêu anh dù không mấy lời nhưng lâu anh biết. Nữa hả? À, anh được rồi. Nói chung là hai người về đi hát karaoke chung hợp á. Bạn nữ thường thích bạn nam tặng quà gì cho mình không? Dạ, anh tặng cái quà gì nó có ý nghĩa chị, giống như tặng cái gì mà cái món quà đó nó lưu lại kỷ niệm á. Chứ em không thích giống như là vật chất quá, hoặc là hoa thì nó cũng tàn thôi, giống như cái gì nó sẽ lưu lại để mình cất giữ á. Bạn trai ráng suy nghĩ có món quà gì mà nó lưu lại làm kỷ niệm nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với dì ạ. À có mẹ với dì hả? Được rồi. Rồi xin chào cô. Dạ chào cô. Cô thấy con dâu tương lai thế nào? Dễ thương anh Linh. Dễ thương. Dạ. Dạ cô cho vài ý kiến nhận xét. Theo tôi thấy thì em bên này rất là hợp với Phi Vũ. Dạ. Về tính cách Phi Vũ thì đối với gia đình là một người quá hoàn hảo. Sau này hai đứa có thành thì những khuyết điểm của cháu Vũ á, cháu cũng bồi vô cho Phi Vũ, cho hai đứa được thăng hoa hơn. Con rất hợp với Phi Vũ. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, hôm nay mình đi với ai em? Dạ, em đi với phòng làm việc của em á chị. Rồi, nguyên phòng luôn hả? Mời đại diện. Em hôm nay nghỉ làm đi. Dạ, mời chị nào đại diện à? Chào anh Hiền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Em là đồng nghiệp chung với Lan Anh. Vậy hôm nay công ty đóng cửa hả chị? Không, xin sếp nghỉ. Nguyên phòng nghỉ luôn. Trời, sếp chịu chơi dữ. Theo em nhận xét á, thấy em bên này được hợp với Lan Anh. Nhưng mà chị nói trước, Lan Anh nó rất là tình cảm. Em cũng phải dè chừng, nếu mà em làm tổn thương là em cũng mệt với đám này. Trời ơi, kêu gì không dạ rồi. Trời. Đố rồi hậu. Phòng này đông người lắm đây Vũ. Dạ. Vũ ơi nói gì câu với mấy chị đi Vũ. Chắc em cũng chỉ hứa là không có làm Lan Anh buồn rồi được rồi. Đừng làm tổn thương em đó là được rồi. Thôi cảm ơn mấy chị. Nè ngoài hứa không làm cho Lan Anh buồn còn hứa làm cho nguyên phòng vui nữa. Hơi mệt à, phòng đông quá. Rồi bây giờ cho hai bên gặp nhau đi. Kéo màn lên. Rồi mời Vũ. Quà này cũng có ý nghĩa ha, giữ lại làm kỷ niệm. Sao em muốn quà này em thấy sao được không em? Dạ dễ thương, lưu lại làm kỷ niệm được rồi chị. À vậy là vừa ý đúng không? Dạ. Anh cũng đi lựa rất là lâu nên thấy cái chữ này có ý nghĩa nên anh lựa. Anh nghĩ là muốn nếu mà mình được giống như cái hai hình đó tốt. Dạ. Nếu mà có thành mình chụp hình mình để kế bên cái đó. Mình cảm nhận gì về nhau các bạn? Em thấy anh cũng chững chạc, hiền. Còn anh thì anh cũng cảm thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Kế hoạch hẹn hò em muốn hẹn hò khi nào? Em thì rảnh ngày tối thứ bảy và chủ nhật. Dạ đúng ý anh luôn, anh cũng muốn thứ bảy chủ nhật. Hỏi có nguyên phòng đi không? Anh muốn sinh mấy đứa con? Theo anh thì tùy điều kiện kinh tế thôi, nếu mà kinh tế mình cho phép thì hai đứa là được. Vậy kinh tế của anh khoảng bao nhiêu đứa? Theo anh thì lúc đầu mình cứ một đứa trước đi, nếu mà ổn định rồi thì mình sẽ hai đứa. Dạ. Vợ mình á thì anh có hay quản lý quá không? Không, anh cũng không quản lý nhiều đâu. Anh nói anh không biết nấu ăn nhưng mà anh có thể phụ vợ những cái có, công việc đó. Có, cái đó bình thường em. Anh làm được hết, việc nhà làm được hết. Dạ. Dạ. Anh biết nấu cơm nữa, có biết chiên trứng nữa. Nấu mì nữa. Không nhất thiết người đó phải biết nấu nhưng mà giống như là biết phụ, ví dụ vợ ngồi làm thì chồng cũng ngồi làm phụ luôn, chứ không phải là giống như vợ chồng ngồi xem tivi hay là lướt điện thoại đồ để vợ ngồi nấu như vậy thì em không có nói anh phụ được không sao? Dạ. Được. Anh thử nói một điều bất ngờ là anh sẽ làm cho cổ coi có hấp dẫn không? Em cũng biết nói ví dụ bất ngờ nữa. Ví dụ như bữa hẹn hò đầu tiên hẹn rồi xong cái cô tới anh không tới vậy đó. Trời. Bất ngờ. Bất ngờ quá ha. Thôi bây giờ mình cảm nhận tất cả những gì về người đối diện mình nói hết bằng trái tim của mình nha. Hạnh phúc á thì cũng chỉ đến với người nào biết nắm bắt và trân trọng nó. Thì hôm nay anh và em tới đây thì cũng là một cái duyên số rồi. Thì anh nghĩ thì hai mình hãy cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nghe chút nữa mình bấm nút nha. Vậy bấm luôn đi, hai người bấm luôn đi. Bấm cái đủ riêng gì? Tỏ tình thôi còn bấm hay không quyền của người ta.
Rồi, đặt rồi chúng ta để tay vào nút bấm nha. Hai gương mặt này cũng là gương mặt phu thê đấy. Hy vọng rằng tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn. Quyền quyết định thuộc về hai bạn. Bấm hay không bấm sau 3 tiếng đếm. Bắt đầu. 1 2 3 Mới có 1 là anh bấm rồi. Cầm tay đi nè. 2 là anh bấm nữa. Ở đâu bấm ra liên, bấm hoài. Sợ cái nút nó hư rồi sao. Nôn nao quá Vũ hả? Dạ. Cảm nhận cái nắm tay đầu tiên thế nào? Dạ, ấm á. Mình hôn cái hôn đầu tiên ngày gặp mặt đi nào Vũ. Cả phòng nè, cả phòng người ta đang yêu cầu nè. Đẹp, rất đẹp. Đây là những cái vé xem phim ở cùng đạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây là máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng nhãn hiệu Senton với tổng trị giá 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Rồi, mình có quà, có niềm vui, có hạnh phúc. Dạ, luôn anh. Hãy bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy nhé. Biết bao người con gái đem tình yêu gửi tặng cho anh, dẫu anh không đẹp trai, biết bao nàng khen anh có. Nhìn không có nhoi nhoi với anh. Hồi nãy tôi nghe giọng hát là tôi nghi nhoi lắm rồi đó. Mình mới vui chứ đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục niềm vui này ở cặp đôi thứ hai. Xin mời quý vị. Hạ màn. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Mời bạn nữ. Qua bức màn như các bạn có thể nói chuyện với nhau xuyên qua nó để cảm nhận về nhau. Giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh. Chào xin chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Đào Tiến Lộc, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang là nhân viên kho của công ty Cân Nhân Hòa. Nhân viên kho? Dạ. Là giữ kho đó hả? Dạ dạ. Là ngon rồi nha. Dạ. Làm ở đâu bạn? Dạ dạ em làm thủ đất cái gì. Quê mình ở đâu? Dạ dạ em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Khánh Linh, em 23 tuổi. Em là kế toán trong một công ty ở quận 11. Quê mình ở đây luôn hay sao em? Dạ em ở đây luôn chị. Rồi, mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác. Ai em mà giúp được thì em sẽ giúp hết mình. Dạ, với lại bạn bè hay tìm đến em để tâm sự, cho lời khuyên. Rồi, điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của em là em cũng hơi khó tính với nóng tính đó chị. Với lại bạn bè em nói là mặt em nhìn hơi dữ, hơi khó chịu. Với lại em cũng hay quên. Mời bạn nam. Dạ, ưu điểm của em thì ca hát, bơi lội, hòa đồng và hài hước. Dạ, còn khuyết điểm của em thì hơi cọc chút xíu trong công việc. Với lại ngủ nướng ngày cuối tuần. Dạ. Không sao. Dạ. Nhưng mà cái cọc đó là phải giảm bớt. Đôi khi mình cọc quá nó mất lòng nhiều người lắm. Dạ, chứ cọc trong công việc anh. Vậy thôi ưu hả? Ưu điểm ca hát, hát bài cho nó sung lên nào. Dạ tới đây đứng lên biểu diễn giới thiệu luôn nào. Đúng rồi. Dạ em xin hát bài Yêu Chị Hai Lúa của nhạc sĩ Trấn Thành. Rồi. Chẳng qua là duyên số anh và em có nợ nhau thôi, cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô người xe chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa, khi anh về đây mới thấy thương em gái dầu nắng mưa. Biết bao người con gái đem tình yêu gửi tặng cho anh, dẫu anh không đẹp trai, biết bao câu nàng khen anh có tài. Dạ em xin hết à. Nè 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 nè, chuẩn bị một bài đi nha. Chút xíu vừa mở màn lên em biểu diễn ngay trước mặt cô ấy để mình gây ấn tượng. Dạ, dạ, dạ. Cảm okay. Nhận về cái giọng nói giọng hát của bạn nam như thế nào? Dạ nghe châm chớp với chị. Cho em hỏi là anh biết bơi ha anh? À biết bơi em. Dạ anh biết bơi mấy kiểu anh? À, thập cẩm kiểu em. Thập cẩm kiểu. Ủa em hỏi kiểu gì vậy em? Dạ tại em cũng biết bơi nên anh, em bơi 4 kiểu. Là coi như cũng thập cẩm luôn rồi đó đúng không? Dạ. Dự hai người này chắc rủ nhau đi bơi đua đi. Không được đấy. Em gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ về ngoại hình thì 1m65 trở lên. Chung là càng cao càng tốt. Tại vì em cũng không được cao nữa nên em muốn cải thiện. Đừng có hói. Sao không ai thích hói là sao vậy ta? Có không? Dạ dạ không em chưa. Dạ
với lại nhìn chững chạc, điềm đạm, không có nho nho nhoi với anh. Hồi nãy tôi nghe giọng hát là tôi nghi nhoi lắm rồi đó. Thôi tao mới vui chứ đúng không? Lên chương trình này chứ phải vui chị. Đúng rồi. Chứ mà điềm đạm chị. Được không em? Dạ cũng được. Em không thích gia trưởng, không thích hút thuốc. Với lại cũng đừng có nhậu nhẹt nhiều quá. Bạn trai bệnh có hút thuốc nhậu nhẹt không em? Dạ thuốc thì em không hút chị ơi. Em nhậu thì uống một hai chai em xỉn. Thôi vậy được. Rồi gì nữa không? Em có mẫu người lý tưởng của mình không? Dạ giống anh Quyền Linh. Trời ơi. Mà nhảy vậy em tưởng tượng ra. Em tưởng tượng ra cái anh bên bển như thế nào? Em nghĩ chắc cũng từ từ anh Quyền Linh. Thấy không? Vậy mẫu người bạn nữ của bạn trai là như thế nào? Bạn gái thì cao 1m50, hòa đồng, hiền, biết lễ phép, là biết nấu ăn. Và em thì thích phụ nấu ăn. À dạ. Em biết nấu ăn không? Em biết nấu mấy món đơn giản thôi chị. Thôi đơn giản, ăn cơm hai chồng được rồi. Dạ. Có điều gì không thích ở phụ nữ không? Dạ em không thích phụ nữ là nhiều chuyện, với lại nhiều tay chân sạch sẽ xíu. À, anh kiểm tra tay chân sạch sẽ không nha. Dù này mới nè. Phụ nữ nào mà không sạch sẽ. Ôi, trời. Trời em. Dạ. Xòe tay anh coi đi em. Số 1 luôn. Ừ. Bàn tay búp măng đẹp ha. Sạch sẽ lắm em ơi. Em dạ. Sao em thích nhoi? Nhoi thì nhiều khi hai người nhoi thôi chứ đừng có ra ngoài đường mà nhoi nhoi người ta nhìn vô kỳ lắm. Vui mà. Dạ mà vui khác mà còn nhoi nhoi kiểu quậy quậy khác nữa. Lý do sao em không thích hói? Nhìn cũng không được đẹp cho lắm anh. Anh có hói không? Dạ không, em thấy anh không hói. Đi là được. Đi là được. Nếu mà hợp nhau thì khoảng bao lâu em đồng ý cưới? Dạ từ 1 tới 2 năm. 1 đến 2 năm. Rồi. Được không em trai? Dạ dạ được anh. Được. Rồi, để tôi qua tôi coi coi ông có nhòi không nha. Mà sao tôi nghi ông bên đây lùn quá ta ơi. Sao lùn được? Ai thích bận bạn gái có 1m50 à. Dạ, chào chị. Chào bạn em. Trai chuẩn men à. Nào đứng đứng lên chị coi thử coi. Em cao mét mấy? Dạ anh cao em đo 2-3 lần nữa rồi. Cuối cùng em cao được 1m67. 1m67 hả? Dạ. Rồi ngồi xuống đừng giảm cân chút nha. Dạ dạ. Cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dễ thương xíu là được chứ. Có giống ai gì không? Có cái chuẩn người cao thấp mập ốm dạ. Gì không? Dạ không, em cũng không được đẹp lắm mà em cũng không dám. Vậy dạ. Á hả? Coi như sao cũng được hết trơn, dạ. Đơn giản vậy đó. Dạ. Rồi như chị vậy. Mình đã chuẩn bị những gì để tiến tới hôn nhân chưa? Mình đòi dạ. Dạ chị đã có rồi, gia đình em đã sẵn sàng nè. Gia đình em sẵn sàng chứ em sẵn sàng chưa? Dạ, dạ em cũng sẵn sàng. À rồi mình có làm dâu không? Dạ tùy theo bạn gái nữa, ví dụ bạn gái đi đâu em đi đó. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy làm rể được không? Dạ. Ở rể được không? Dạ được, không sao chị. Được luôn. Dạ. Dễ lắm mà. Rồi, em dễ dữ. Dạ. Rồi thôi cặp này gả luôn đi. À. Còn gì nữa? Được. Em có đi với ai? Dạ, dạ em đi với anh họ em đó là anh Thịnh. Chào chị Cát Tường, anh Nguyên Linh. Rồi chào anh. Em thấy được cái Lộc, thấy hợp với tính của Lộc. Lộc có tật xấu gì không? Có nhưng mà không có nhiều lắm. Nó ngủ rồi nó hay hát lông bông vậy. Có lăng nhăng không? Dạ không. Rồi em hôm nay mình có đi với ai không em? Dạ em đi với mẹ ạ. À có mẹ. Chào cô ạ. Dạ vâng, chào hai MC. Thì nãy giờ thì cũng thấy em trai bên này thấy nhiều cái tính cũng hợp. Chắc là ngủ nướng á. Thì Khánh Linh cũng có cái tật ngủ nướng. Khánh Linh thì nó hơi trầm tính. Mà em này thì vui nhộn, thì thấy hai tính cách ấy có vẻ hòa đồng với nhau. Tại có một mẹ một con cho nên á, chắc là em trai cũng nên nhường nhịn em chút xíu, tại ở nhà cũng hơi chiều em. À vậy cô có muốn bắt rể không cô? Dạ cũng có muốn bắt đó. Cô nói, em nói chuyện với cô đi em. Dạ 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 thưa bác. Dạ. Đó hỏi bắt rể gì đó nói với bác gì đi. Dạ thưa bác, nếu con mà được tiến tới với em, con sẽ lo cho em và thương yêu em hết cả cuộc đời này. Cô cũng mong là như thế. Dạ cũng dạ con hứa mình dạ. Có chỗ dựa vững chắc đây cho dạ. Cô yên tâm. Cảm ơn. Có thương bác dạ. Không? Có lo cho bác dạ. Không? Dạ chắc chắn là có. Đồng ý rồi, để không? Dạ dạ đồng ý. Đồng ý luôn, khỏe rồi. Thôi bây giờ kéo màn lên. Chuẩn bị. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Hát luôn. Chào anh. Chào em dạ. Lần đầu tiên em thấy em rất là dễ thương. Cũng đẹp. Dạ cảm ơn anh. Em à. Dạ. À anh thích em rồi đó, ước gì em là vợ anh. Người yêu ơi, anh muốn cùng em thề câu chung thủy, không ai nói lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Ủa giờ dễ thương chưa? Dạ. Quà gì kìa. Trời ơi, hát cái quên quà luôn rồi. Anh có món quà tặng em. Dạ, dạ. 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 Anh có... Cặp này
Chị cân công ty em trang sức à, em tặng cho anh Linh. Trời ơi, cảm ơn. Gì em vậy? Dạ. Anh chắc cân này chắc đứt cân quá. Dạ em tặng chị Tường. Ờ, cảm ơn cân em. Dạ. Hai cặp này múp múp ha. Có tận mà gái cân không? Dạ không, mà cân á không hên lắm anh. À vậy hả? Dạ không hên. Vậy tặng anh là ý em nói anh xui hả? Dạ dạ không anh. Dạ. Thôi vậy thôi, cảm ơn. À, em lần đầu tiên thấy anh, em thấy thế nào? Dạ em thấy anh cũng dễ thương múp múp. Anh là trong tình yêu á, anh rất là tình cảm, sống thật tình. Dạ. Anh là không thích là người phụ nữ là như là như lăng nhăng hay là gì. Anh rất là thoải mái, ví dụ ai quen là em muốn đi đâu anh đi, ví dụ đi với bạn trai cũng được, anh rất là hiền. Dạ. Em đi đâu thì em cũng sẽ báo anh một tiếng à. Ừ. Đi coi phim với bạn trai khác. Dạ, được dạ, có em đi theo mà. Mình mới nói gì mà mình bấm nút luôn. Bậy, tìm hiểu đi. Chưa mà. Quan điểm nói tình yêu hôn nhân gia đình rồi. Em muốn chừng nào cưới rồi con cái tiền bạc gì đó, phát triển kinh tế gì hỏi luôn đi. Con cái vụ mốt em muốn sanh mấy đứa. Dạ, hai đứa anh. Em thích con trai hay con gái? Em thích đều. Mà chứ em thích con gái hơn. À, để anh điều với em. À, anh cũng như vậy. Dạ. Em thích đi đâu? À, em thích đi đâu? Thường thì em thích đi xem phim, xem kịch. À, đó cùng sở thích anh cũng thích đi xem kịch, nhất là kịch ma. Dạ, em thích kịch ma. Kịch ma sợ. Dạ. Cưới về anh có phụ việc nhà không anh? Anh có việc không? Nhà anh làm được, em rửa chén lau nhà, việc nhà anh làm được. Dạ. À, em cứ ngồi. Dạ, trời ơi, em cứ ngồi. Anh tính anh thì nói thiệt, anh nói có, dạ con nói có bác cho con xin hứa. Dạ, bác. Nếu vợ em mà giận em sẽ làm gì? Dạ thì năn nỉ, chở đi chơi, đi dạo, đi sở thú. Đi sở thú chi em? Dạ vô ngồi đó mát, tụi em không có thú mà ngồi đó mát rồi năn nỉ, xong rồi chở đi uống trà sữa. À, em hy vọng thì chúng ta nên có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Anh cũng vậy. Dạ. Cho anh một cơ hội nha. Dạ. À, bấm nút à. Nút hoài vậy? Bây giờ nói một câu gì thật là tình cảm. Anh hứa là anh sẽ yêu thương em và lo cho em. Anh xin hứa. Dạ. Cảm động. Cảm động quá. Cảm động quá. Để tay nút bấm đi bạn. Hơi nhoi nhưng rất chân thành. Đây nè, cái nút nè. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Suy nghĩ thật kỹ nha, quyền quyết định là của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Một bạn trai nói như bác ở đây á là rất hài hước và bản lĩnh chững chạc nữa, rất chân thành nữa cô. Dạ. Chân thành lắm, hai gương mặt này giống nhau quá. À, em gái cảm thấy như thế nào? Dạ nói chung mà em cảm nhận được tại anh đó là rất là chân thành, rất là thật tình, cũng rất hiền lành nữa. Thôi mình hôn nụ hôn đầu tiên để nhớ mãi ngày hôm nay đi hai bạn. Xin phép bác đi. Dạ con xin phép bác hôn em cái. Rất dễ thương. Cặp này tôi chịu á. Làm sớm nha. Và chúng ta sẽ đi xem phim để hiểu kỹ hơn với hệ thống cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic. Và đây máy nước nóng với nhãn hiệu Senton với tổng trị giá 7 triệu đồng. Đây, quà của em. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn người lên dẫn. Rồi, đưa nhau. Hey. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào Cát Tường và chào bạn nữ. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Anh Hoàng, hiện tại Hoàng 32 tuổi. Làm nghề gì Hoàng? Là diễn viên đào tạo nội bộ. Là sao bạn? Thì mình là đứng ra đào tạo cán bộ công nhân viên. Đào tạo về cái gì? Về nghiệp vụ, về kỹ năng, lĩnh vực ngân hàng. À, chào bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào khán giả xem đài ạ. Em là tên là Đỗ Thị Tường Vi, năm nay 24 tuổi. Em đang là nhân viên nhà hàng của tập đoàn Xuân Hoa. Và có một công việc nhỏ ở nhà đó là kinh doanh online. Mình làm công việc này lâu chưa cái online ở nhà đó? Dạ. Bán về mặt hàng gì? Em kinh doanh về sản phẩm đặc sản của quê mình.
Quê em ở đâu? Ở Bình Định ạ. Mình giới thiệu về cái sở thích của mình đi. Em thì là người thích dịch chuyển. Cái chuyện gì mà ngồi chỗ lạp là không thích. Thích đi đây đi đó, thích tụ tập bạn bè, thích cái gì vui vẻ chứ không có thích những cái chuyện nhàm chán. Thích gặp gỡ nhiều người. Gặp gỡ nhiều người vậy tại sao mình chưa tìm được người nào cho bản thân mình? Chắc là tại vì kéo quá với lại cũng không có gặp được cái duyên của mình hay sao chị? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Nói chính thức thì là 2 mối tình. Còn râu ria thì cũng 3-4 cái. Râu ria nữa hả? Râu ria, bạn râu ria mấy cái? Em cũng lai rai. Lai rai. Lai rai mấy mối tình? Tình duyên của em chắc chia là 3 giai đoạn. À, giai đoạn đầu tiên là chắc là gọi là sủ nhi, là trẻ trâu á, là thời đi học. Thì chắc lúc đó em được mang tiếng là sát gái. Sát gái ở trong ngoặc kép nha. Tại vì hầu như là những bạn nữ nào mà được ghép với em là phải lấy chồng sớm. Rồi đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn em đi làm. Thì em được mang một cái sứ mệnh là mát tay. Tại vì em vào phòng ban nào thì các bạn nữ lần lượt lấy chồng và sinh con. Còn giai đoạn thứ ba là hiện tại là em đang ế. Ủa vậy rồi mấy cái râu ria đó nó nằm ở giai đoạn nào? Nhiều giai đoạn. Rải rác, râu ria rải rác rồi rơi rụng hết. Tường Vi, mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Em thấy điểm mạnh của mình thì chắc là giỏi về giao tiếp. Thí dụ như gặp người lạ hay gặp thấy đám đông thì chắc không mất cỡ. Có khả năng kiếm tiền. Thấy vậy, tại thích việc làm kinh doanh. Về điểm yếu thì chắc là ham chơi, đôi khi hay quên. Hậu đậu chút xíu. Hay quên sao? Mình kinh doanh rồi hay quên, rủi bán quên thu tiền sao? Không, cái tiền thì chắc không quên được. Tiền không quên. Tại ham vui vậy thì bạn có phải là mẫu người phụ nữ của gia đình không? Biết nấu nướng nội trợ gì không? Dạ biết ạ. Đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa? Nếu được thì em muốn 1 hoặc 2 năm nữa. 1-2 năm. Tại vì quan điểm của em thì là người của gia đình. Nên em muốn tốt nghiệp xong á thì có thời gian đi làm ổn định kinh tế, lo lắng cho gia đình chút xíu rồi mới tính tới chuyện của tương lai. Em Bình Định vô Sài Gòn lâu chưa em? Dạ em đi vô lúc học đại học á thì bây giờ cũng được 5 năm rồi ạ. Muốn ở đây luôn hay là sau khi lập nghiệp xong về Bình Định? Dạ muốn ở đây luôn, thích cuộc sống Sài Gòn nè. Bạn nam? Dạ. Bạn bây giờ mình thích lập nghiệp ở đâu? Dạ em sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn luôn. Dạ. 2 năm nữa mới kết hôn thì bạn thấy có phù hợp với bạn không? Dạ em nghĩ với cái tuổi đó cũng phù hợp chị. Bây giờ người ta sẽ nói về mong muốn của một người bạn đời của mình là gì, bạn cần gì. Lúc nãy bạn nữ cũng có tâm sự là thích đi đây đi đó. Thì em rất là thích việc đó và mong muốn thì người bạn đời của mình có thời gian để cùng nhau đi đây đi đó với nhau. Với lại nấu nướng thì bạn đó nó biết nấu thì nấu ngon thì em không thích gì ở bạn nữ. Nếu mà công việc ảnh hưởng quá thì em cũng không thích. Thứ hai là nói nhơ quá thì em cũng không thích. Tức là càm ràm nữa ha. Rồi mẫu hình lý tưởng như thế nào? Nữ em nghĩ là nên ốm, mignon hoặc là dịu dàng, có thể là cá tính một tí. Tại sao phải ốm? Bây giờ bên đây người ta hơi mập chút xíu mà người ta rất là phù hợp với mẫu người vợ lý tưởng. Tại sao phải ốm? Thì cùng nhau đi tập thể dục chị. Bản thân bạn thấy mình có tật xấu gì không? Cái tính của em là hay gọi là quá đam mê công nghệ, điện thoại rồi internet. Nên nhiều khi em chú tâm cái điện thoại hơn là chú tâm về con người. Trời đất ơi, mày mệt rồi nha. Bây giờ muốn lấy vợ thì phải chú tâm vợ chứ. Thì em hy vọng là bạn nữ sẽ làm em chú tâm hơn để bỏ cái điện thoại xuống. Trời đất ơi. Dạ. Còn ngoài tật xấu đó ra còn gì nữa không? Em lạnh như em chơi hết chưa. Rồi bây giờ muốn lấy vợ thì có cái gì để mà lấy vợ? Dạ cũng thủ. Thủ được cái gì rồi? Thì hiện tại thì cũng có nhà có xe. Nhà xe là nhà của mình mua hay là do cho ba mẹ để lại? Dạ thì cũng ba mẹ một phần. Nhà đó nhà riêng hả hay là dạ. hiện giờ đang nhà đó ở với ai? Em ở một mình. Sao tóc tai cũng lưa thưa quá vậy ta? Dạ. Mùa hè nó vậy đó. Nóng nực quá hả? Mùa hè nóng nực quá. Bây giờ cô bên này nè, là muốn là ốm bây giờ người ta mập. Người ta không thích đầu hói mà giờ bạn hói. Thì bây giờ mỗi người bỏ một chút, được dạ. Không? Em có cái tâm niệm là tình cảm thì không có miễn cưỡng. Có miễn cưỡng chưa chân đặt ra khuôn khổ người ta nghe vậy người ta buồn. Không, cái mẫu hình thôi chứ không phải là phải như vậy là đúng em. Đúng rồi, ta có quyền đưa ra cái mẫu hình dạ. Của mình chứ. Chứ tôi là hói là tôi không thích rồi đó. Hói mất hói với ai đâu. Hói này hói nọ. Hói không? Hói thông minh em. Thông minh kiếm tiền giỏi lắm nè, có nhà rồi nha. À, có nhà có tiền giờ rồi vừa làm vừa chơi vừa nghỉ dưỡng vừa đi du lịch. Quá hấp dẫn luôn. Ảnh hói vậy mỗi lần ảnh thương em nắm đầu đâu được đâu. Không được.
Hỏi hỏi cũng còn vài cộng chứ. Không, quan trọng là mình gọi là dùng tâm lý thôi, dùng tình cảm để nắm thôi. Nắm đầu, hết tóc cũng hết nắm luôn. Ví dụ ôm điện thoại anh tin sao? Không, anh nói cũng rất hay. Quan trọng là người kế bên có làm cho mình bỏ điện thoại xuống hay không thôi. Rồi từ từ bỏ luôn quen à. Anh thấy anh bên này cũng dễ thương lắm. Nãy giờ anh nói cũng hồi hộp run run. Hôm nay mình đi có ai đi theo mình không? Hả? Hôm nay đi theo có ai người nhà đi theo không? Dạ, em có hai chị họ. Rồi, chào hai chị. Dạ, em xin chào hai anh chị MC và khán giả truyền hình đang xem đài. Ở nhà giống như Vi nói có hai ba người hay hậu đậu, có hậu đậu lắm không? Dạ, chính xác, không sai một từ. Vậy hả? Dạ, đúng rồi. Dạ, tại vì Vi có nhiều lúc Vi hay quên. Tại vì những cái vấn đề đó là Vi cảm thấy là không có quan trọng. Đúng rồi. Không quan trọng cho nên không có để tâm. Chứ còn mấy cái vụ tiền bạc mình nhớ rõ lắm, đâu dạ, có hậu đậu đâu. Dạ, làm ăn thì rất là sòng phẳng. Sao em quánh giá anh bên này thế nào? Theo em đánh giá từ lúc anh ấy bước ra tới bây giờ là mọi cái điều kiện của anh ấy đều phù hợp với Vi. Nhưng mà hình như là anh ấy, cái tiếp người anh ấy hơi bị lợi với Vi một xíu. Tại Vi là thuộc tiếp người hơi to con, mà anh ấy lại thích những người là nhỏ nhắn. Nhưng mà em thấy là hình như là không bao giờ cái mẫu người á, mình cái mẫu người lý tưởng của mình với cái người mà ở hiện tại á không bao giờ giống đúng nhau. Đúng rồi, chính xác. Tốt rồi, một cái khả quan, một nhận xét rất là đáng mừng. Nhưng mà em thấy hình như là ảnh hơi hiền. Ảnh hiền tốt chứ sao, đàn ông hiền tốt mà. Hiền lắm, anh đi hiền lắm. Em thích còn đàn ông. Không biết về nhà sao thôi. Bạn nào đàn ông cá tính chút xíu. Ồ, bên đây không thích kìa, bên đây thích đàn ông phải cá tính chút xíu. Dạ có anh chị đồng nghiệp. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình. Một người cá tính chút xíu. Hôm nay em biết bạn anh này có cá tính không? Dạ cá tính thì chắc là có đó, mà cá tính ngầm đó anh. Cá tính ngầm. Ngầm dạ. Là sao? Đối với bạn Hoàng á là em út ở trong phòng. Nhưng mà bạn này rất là nhiệt tình, tất cả những cái yếu tố mà của bạn Vi yêu cầu á hầu như là bạn Hoàng hầu như là có hết. Ví dụ như là Vi thích buôn bán online. Hoàng lại là số 1 về săn hàng online. Nên là chắc là hai bạn này mà em thấy rất là hợp nhau. Người bán người mua. Dạ đúng. Đẩy doanh số. Nói chung rồi. Là hai bên là bên nào thấy cũng hợp rồi. Bên này cũng hiền, bên kia cũng dễ thương. Dạ kéo màn lên. Rồi đây, chuẩn bị. Chào em. Anh gửi tặng em. Trước mắt thì tặng em có gấu để ôm. Sau đó hy vọng là chúng ta có gấu để ôm. Vi nói là Vi thích đi đây đi đó, đúng không? Vi có hay đi nhiều không chưa? Các tỉnh miền Tây thì cũng đi rồi. Miền Trung thì là quê em rồi. Chỉ có bây giờ đợi kiếm tiền để đi ra Bắc được thôi. Còn nước ngoài thì thế nào? Anh có khả năng dẫn đi nước ngoài hả? Anh hay săn lắm. Ta nói vậy là người ta có khả năng rồi cô này. Nhưng mà có, với điều kiện là em có đi nổi với anh hay không thôi. Tại vì anh đi là đi theo kiểu tự túc, mọi thứ phải tự tìm hiểu, tự phải đi. Nên không có theo tour được. Anh chọn cô nàng nhỏ nhắn hay sao đi với anh được? Không, anh chỉ nói là cái mẫu người thôi, chứ không phải là anh chọn cái người mọi nhỏ nhắn. Cỡ này đi theo anh được không? Anh nghĩ là được. Cảm nhận về nhau thế nào đi các bạn? Về Vi thì em nghĩ là duyên dáng, dễ thương. Với lại những cái tính cách mà Vi nêu ra thì em nghĩ là đâu đó cũng là những cái mẫu hình mà em tìm hiểu, em mong muốn. Dạ, em có một yêu cầu là em thích người nào thương em thì thương luôn gia đình của em. Anh thì sao ạ? Anh nghĩ là chuyện đó là phải tất nhiên rồi. Tại vì gia đình là nền tảng mà. Mình có từ đâu? Từ gia đình mà ra. Mình phải quý trọng bản thân mình và phải quý trọng gia đình mình. Em cảm nhận về anh ấy thế nào? Em cảm nhận. Nói chung là anh cũng hiền, dễ thương, thấy cũng chân thật. Phải mạnh mẽ lên chút xíu nữa. Nào hát một bài hát tỏ tình để cho cảm giác mình mạnh mẽ nào, chàng trai. Ai Quốc. Cho tôi cảm ơn cả nhà tình đã đến với chương trình ạ. Dạ, để làm thơ nụ cười tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Bạn nữ, em không có bài nào mà kiểu mà thuyết phục gì hết trơn. Hay em hát một khúc bài Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh. Trời ơi, trời. Rồi, giả vờ đi.
Gia Bảo. Xa như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Xa như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước. Biết con tim em đã thuộc về ai, mà sao chẳng khi nào nghe lời em cứ giả vờ. Rồi có khi giả vờ không yêu hóa, nhưng đau lòng. Con cô và chị đã đến với chương trình ạ. Dạ, đi. Giả vờ không yêu nhưng đau lòng ha. Thôi được rồi. Nhiều đó là cũng đủ để cảm nhận về nhau rồi hả bà? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Mới có 2. Nào, đây gửi tặng các bạn cái những vé xem phim. Chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn, ở rạp phim nói nhiều hơn nữa để hiểu nhau mạnh mẽ lên chút xíu. Cô ấy cần một người cá tính chút xíu, còn tóc tai không sao. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Đây một cặp loa sau mắt i5 để các bạn nghe nhạc, những bài nhạc về tình yêu. À, nắm tay nhau cái đi bạn. Trả lời tôi tại sao bạn bấm nút nhanh vậy? Ảnh thì sao ạ? Ảnh đúng 3, còn bạn là mới 2 à? Ôi em nhớ là chưa đếm em đã bấm rồi mà. Trời ơi trời. Cảm giác dễ thương mà. Ừ, cũng mới mới. Mới mới. Mình hôn nhau cái đi. Thôi chị. Năng động mà. Mình hôn cái đi. Hôn cái được không ạ? Đó nhớ không? Người ta thích gặp người ta nói. Tức quá. Mạnh dạn lên nha. Cảm giác cái ôm đó làm sao? Rung. Rồi, nắm tay nhau. Chúng ta đi xem phim với các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Nào, mời các bạn. Trai tài gái sắc. Hy vọng rằng họ sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường hạnh phúc. Như vậy là chúng ta đã có 2 cặp đôi ngày hôm nay là họ đều nhấn nút để hẹn hò với nhau. Các tôi và Quỳnh Linh rất vui gặp lại tất cả quý vị các bạn với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay có ý gì không mà sao mặc đồ giống nhau vậy? Nay ông hai bà mối là tươi nha. Bởi vì là nếu hai đứa mình là có bộ đồ đôi thì hy vọng rằng hai cặp đôi kia sau này họ cũng mặc đồ đôi sau chương trình này. Chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hà Mang. Mà em còn sinh viên rồi anh, mà em ở một mình thôi chứ không ai ở chung được em hết á. Là em ở tầm 7 coi như được bay lớp 3 chứ. Dạ không, ý là em ở một mình. Mời bạn nam. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào anh bên kia màn và em chào quý khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Trà Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện em đang làm lễ tân ở nha khoa Sài Gòn BH tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Trà Giang, 24 tuổi, bạn làm nghề gì? À, chào Linh và chào mọi người. Em tên là Trần Tuấn Dũng, năm nay em 27 tuổi. Quê em thì ở Nha Trang á. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kiểm nhận tại trung tâm thương mại ở Gò Vấp anh. 27 tuổi, đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì em theo người yêu á, mà vô trong này lập nghiệp luôn. Chứ hồi xưa là em không có dự định là vào trong này. Nhưng mà tại vì lúc đó yêu thì em mới theo người yêu vô đây luôn. Cũng được 2 năm thì không hợp thì em mới chia tay. Làm gì không hợp, quen nhau từ Nha Trang vô tới đây mà sao không hợp? Có nhiều cái lắm anh. Em nhiều khi bạn bên kia không tôn trọng em. Đi chơi với bạn bè gì đó, mình sơ suất một kỳ đó là cứ hay phân bì kêu là anh không bắt người kia đúng không? Thứ hai nữa là hay là la lối âm sầm tại đó luôn. La trước mặt mọi người luôn. La trước mặt mọi người luôn cho nên kỳ quá, phụ nữ sao dữ vậy? Vậy mình nói chung đàn ông nói vậy thì mình cũng rút kinh nghiệm ha. Dạ. Quen mình đừng có so sánh người ta với người cũ, người ta ghét lắm. Dạ. Vậy sở trường của em là gì nè? Dạ em cũng biết nấu ăn, em cũng biết hát nữa. Biết hát nữa? Dạ. Rồi bây giờ làm khúc cho sơm lên mọi người. Dạ. Em xin hát gửi tặng tất cả mọi người ạ. Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đến nơi đâu em
có thể bên anh trọn đời. Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Quá xa xôi không anh ơi. Dạ em xin hết ạ. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình gần nhất của em chia tay mới hơn 2 năm rồi chị. Mình cũng có tìm hiểu nhưng mà không có gặp được người phù hợp á. Vậy em muốn tìm kiếm một người như thế nào? Học tuổi chị. Hỏi là đi coi tuổi hả? Dạ. Em tuổi gì? Dạ em tuổi thân á. Em tuổi thân em tìm tuổi hợp là tuổi gì? Dạ tuổi tỵ, tuổi ngọ, tuổi mùi cũng hợp. Tỵ ngọ mùi có không? Có anh. Em tuổi gì? Mình nói tuổi gì? Tuổi tỵ rồi, ngon rồi. Rồi, ngon rồi. Rồi, ngon rồi. Được. Cái mẫu người của em là em lấy ba em làm thần tượng của mình đó chị. Rồi ba em sao? Dạ, ba em là quê gốc của miền Tây á. Là thật thà chất phác á. Giống anh Quyền Linh. Dạ. Siêng năng lắm mà tính khoáng rộng lượng nữa chị. Chịu khó làm ăn lắm. Bên đó thấy sao? Có ở nhà bên đó có coi tuổi, coi đồ gì không bạn? Em thì em không quan trọng tuổi nhưng mà anh biết là chưa quan trọng nhất gì. Thế như về cái tính tình thôi anh Linh. Không có làm mình trước mặt mọi người đúng không? Nhất là phải tôn trọng mình. Cái thứ hai nữa là phải biết không có phân biệt được dạng như là giàu hay nghèo. Mình làm vấn đề chính là mình phải biết lo làm ăn, làm mình mới có sống được. Rồi cái thứ ba nữa là hiền lành, lễ phép, nhất là phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Được không bên kia? Vậy là thấy bên kia yêu cầu cũng đơn giản. Dạ. Thưa quý vị, được. Nhưng mà chị thấy em rất là duyên dáng nè, nói dạ. Nói năng cũng mình làm tiếp tân mà cũng dạ. Lanh lợi, rồi làm mới nói được cũng nhiều khách khứa ra vô, rằng ông cũng đông. Dạ. Sao mình lại không có tìm được ai? Tại cái khu của em làm bên khu biết chị, toàn là khách lớn lớn tuổi. Lớn mới đụng răng rồi chứ còn người trẻ trẻ mà tới khám răng. Dạ. Khu biết làm nhiều á chị. Thường đụng răng nhiều. Thường đụng. Mình nãy giờ mình nói tính tình, mình nói tuổi tác. Còn về ngoại hình em thích người đó là sao? Cao hơn em, cao khoảng 1m70 trở lên chị. Em cao nhiêu? Dạ, em cao có 1m6 à. Ốm mập gì cũng được hết trơn á chị. Miễn cao 1m70 trở lên là được. Dạ. Ốm chắc hài hước, hài hước vui vẻ. Dạ ốm thì mai mốt về mình chăm mập lên cũng được. Đúng rồi, dễ ẹt có gì đâu. Dạ. Nhưng mà chị nghe nãy giờ là nghe ưu điểm của em là nghe hát hay, nghe công việc, nghe mọi thứ. Nhưng mà mình cái nhược điểm của mình là gì em biết không? Hay nóng tính đó chị. Thí dụ chỗ đó em dọn dẹp sạch sẽ rồi á. Mà em thấy bài ra một cái là em la. Trời chết. Nhưng mà đàn ông ai cũng bài hết trơn á. Nhưng mà bài nhiều quá thì cũng mệt lắm chị. Giờ hỏi ảnh thử coi ảnh có bài không? Có không? Anh có bài không anh? Không, mình sống một mình tại vì em là trước giờ làm tự lập mà em còn sinh viên rồi anh. Là em ở một mình thôi chứ không ai ở chung được em hết á. Là em ở tầm 7 coi như rượu thầy tầm 3 đó. Không, ý là em ở một mình tại vì cái tính của em là ở nhiều khi đồ đạc của em để đúng chỗ đúng nơi rồi. Mà người khác vô để tùm lum. Rồi hai người hợp rồi đó, vậy là hiểu rồi đó. Công việc mình trong đây ổn định chưa? Dạ ổn rồi anh. Ổn hết rồi. Dạ. Bây giờ em có ưu điểm như thế nào và khuyết điểm thế nào? Thì em ưu điểm của em á thì là vui vẻ, hòa đồng, hát và thể thao. Và khuyết điểm của em như thế nào? Khuyết điểm của em á là tò mò. Khoan xí xí, đàn ông mà khuyết điểm hay tò mò là sao? Anh biết cái chuyện đó đó thì mình cũng hay là muốn tìm hiểu xem nó như thế nào. Ví dụ như bữa đó vợ về mình sẽ ấm cái giỏ, hoặc là vợ đi tắm nào này lục bóp vợ coi. Dạ đâu có chị, mấy đâu quyền tư em tò mò. Không tò mò chuyện khác vậy. Còn đối với cái chuyện riêng tư của mọi người thì chính là đại tây vương. Không có được rồi nha. Vùng biển này muốn biết cái gì thì hỏi nha. Chứ tò mò vô máy điện thoại của biển đẹp có người yêu không? Có rồi. Cái đó thì cũng chưa biết nữa. Đó thấy chưa? Đâu có nhau không đâu. Ưu điểm đó là em cũng hay hát, nhưng mà nói điểm là em hát có nhạc quen rồi. Em sẽ xin gửi tặng anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn bên kia và còn một khán giả một bài hát. Và có tự nhiên tôi đang còn gọi là truy lùng cái vụ mà khuyết điểm, cái tự nhiên ông bước qua ông hát tặng chị. Ưu điểm bỏ qua cái vụ tò mò, không được lục bóp với là lục điện thoại nha. Thôi bỏ đi chị, bỏ nha. Bỏ cái đó gọi là có rồi đó, có thì bỏ rồi. Số 10 là sự lựa chọn. Anh Linh, anh cho em ơn một cái đi rồi. Hát tiếp lấy tự tin nè. Ok. Mình sẽ lên bạn. Đó. Rồi anh Linh cho em xin miếng nhạc á. Có luôn. Em không sao đi tìm đâu ra cho bằng anh. Trong muôn đêm trong vạn ngày đóng sang tay nào ai. Tia la re chào thua nó gì đó mô đơn mong. Anh hiếm hoi hoa ngọc ngà châu báu xanh trần gian. Cho nên suy cho cùng thì anh đây number one. Không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay gì
chúc mừng ca sĩ Nha Trang. Dạ em thấy bạn hát hay, em nghĩ chắc anh bên đây hài hước vui lắm. Vậy là trúng ý em rồi. Dạ. Đúng rồi, dễ thương lắm. Có điều là như bạn trai bên bển. Cái gì vậy? Hello. Dạ. Hello. Chào anh. Mối tình mà em chỉ mới chia tay đó 2 năm đó là lý do tại sao em chia tay vậy? Dạ tại anh nói về quê lập nghiệp á anh. Ủa vậy mình thương yêu mình phải về quê luôn chứ? Nhà em có hai chị em à, mà chị thì năm nay lấy chồng rồi, còn có em với mẹ, tại cha cũng mới mất được 2 năm rồi. À thật ra phải ở với, dạ, ở với mẹ. Nhà em ở đâu? Nhà em dưới Biên Hòa á anh. Cô kia dễ thương lắm ha. Này bạn đi với ai vậy bạn trai? Dạ em có đi với mẹ với em gái đó. Mẹ với em gái hả? Nó vô hôm qua đó anh. Chào cô. Cô chào Linh và Cát Tường. Dạ. Cô từ Nha Trang vô luôn á hả? Mới vô hôm 4 giờ sáng. À. 4 giờ sáng vô đây. Vô để tìm con dâu hả cô? Cô thấy bé cũng được. Dạ cũng được. Tính tình đời nãy giờ nói cũng vui vậy. Dạ. Dạ nhưng mà có cái điều hồi nãy giờ cô cho con cô đi ở rể không cô? Cô lập gia đình thì muốn tự lập hay làm sao cũng được. Nhưng mà lâu lâu về thăm cô cũng được. Chứ cô cũng ép. Đó, miễn là bạn gái là sao là lễ phép rồi lâu lâu về thăm cô rồi vui vẻ là được thôi, hòa đồng với anh em đồ này kia là được. Dạ. Bên tự bên phía nhà cô thì anh em nó cũng đông lắm, miễn là được bên phía cô thấy hiền lành là được rồi. À, bên nhà trai là tương đối chấp nhận rồi đó. Còn mình hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ em đi với anh bác sĩ làm chung nha khoa chị. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Bác sĩ làm chung nãy giờ làm gì nhìn ở này căng quá vậy? Sao theo dõi dữ lắm hả? Dạ. Thấy tình hình sao? Thật sự ra thì em thấy anh nó cao ráo, có tri thức, chịu thương chịu khó. Nhưng có được cái tính là hài hước, rất hợp với em Giang. Ủng hộ không? Dạ, ủng hộ chứ. Hai bên có sự thuận lợi đầu tiên rồi đó. Vấn đề chỗ là chúng ta sẽ gặp nhau để xem tình yêu của họ có xuất phát từ những cái ánh mắt có đầu tiên không nha. Cần hỏi là mình phải hỏi luôn. Rồi, kéo hàng lên. Hồi hộp nha. Khó. Rồi, anh có con thú này tặng cho em. Tại vì cái con chó nó thể hiện cho sự tình yêu của nó đó là thủy chung. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi. Ý tưởng là mình sẽ yêu trung thành với chó vậy. Lạ đó. Nói chung là anh sẽ chung thủy với em giống như là chó trung thành. Mà nói chung là dự tính của anh sẽ là lập nghiệp ở Sài Gòn, nhưng mà canh khoảng thời gian nào đó và mình sẽ về thăm gia đình. Nhưng mà em thì em lại thích nó sống riêng một mình thôi, có thể là gần cha mẹ hay gì đó, nhưng mà mình lại thích sống riêng chứ không thích sống chung. Bây giờ là bên kia là có một mình mẹ, không lẽ giờ bỏ mẹ Biên Hòa về đây chồng cũng khó đúng không? Yeah. Nếu mà em có nhà xong rồi ở thành phố xong rồi đưa mẹ về ở chung được không? Cái đó thì được thôi, nếu không có nhà là ok hết. Theo anh đó, nếu hai người yêu nhau thật sự ha. Yeah. Bây giờ em là đưa mẹ về ở chung nhà với chị ông xã, rồi cái em đưa mẹ em về ở chung luôn, con hai bà sống với nhau để có bạn bè, hai người kia làm bạn, hai đứa em làm chồng vợ được không? Cái đó được á anh. Bốn người chung mái nhà đẹp quá đúng không? Ổn không? Dạ nó vui. Tính anh tính nhanh lắm, vậy đi. Đã có duyên trên này thì anh mong rằng á chúng ta có thể sẽ có một cái nợ. Gặp được anh thì em cũng rất là vui, mong là mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi chuẩn bị. Triệu chứng thận hư thận yếu. Các bạn có đồng ý hẹn hò không? 3 2 1. Hết thời gian. Ủa? Em bấm rồi đó mà nó không hiện lên á. Mà sao bạn lại bấm ảnh chưa có chịu ở chung với mẹ bạn mà sao bạn bấm? Ví dụ mà hai người yêu nhau quá thì ảnh mới chấp nhận. Yêu nhau quá thì em có cũng có theo ảnh mình Sài Gòn luôn không? Dạ thôi em còn có mẹ. Hai người nắm tay. Hai người nắm tay để cảm nhận cái cảm giác sao? Tay anh lạnh mắt à? Cái điều mà chị muốn. Dạ. Nói chung là hơi ấm. Thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là cặp loa sao mắt Y5 gửi bạn mỗi người một cái. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có một cái không gian thật là lãng mạn. Nào, hãy nắm tay bạn gái đưa đi xem phim. Đừng nắm chặt, đừng có buông. Vậy là cái bạn nó không muốn giữ, muốn giật. Dạ đúng rồi, bạn muốn đá thủng khung thành đó chị. Dạ. Em bấm mà, em bấm mà nó không lên á. Cái mặt tội luôn. Em có bấm mà nó không lên.
dự đoán không? Màu đỏ, cặp áo đỏ này rất là may mắn của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với tập đôi thứ hai xem như thế nào. Xin mời Hạ Màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào tất cả mọi người. Gấu trung thành không? Hôm nay là ngày gì? Gấu chó hả? Gấu này là gấu yêu anh. Gấu yêu hả? Bạn tên là gì? Em tên là Lê Đình Ân, năm nay 35 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc gì em? À, hiện tại em là nhân viên kinh doanh chị. Kinh doanh về mảng gì? À, em cung cấp những cái thiết bị cho nhà hàng khách sạn, thiết bị inox cho nhà hàng khách sạn. Mời bạn nữ bạn giới thiệu tên tuổi của mình. Dạ em tên Phạm Thị Yên, năm nay em 23 tuổi, hiện em đang làm giáo viên mầm non ở quận Tân Bình. Vậy là mấy cô giáo yêu trẻ lắm đúng không? À, 23 tuổi, đã có mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay hơn một năm. Điểm mạnh của mình là gì? Dạ em hát được, nấu ăn được. Vậy còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là em nhiều ưu điểm quá, em không biết khuyết điểm của em chỗ nào nữa. Cái mối tình thứ hai này nó sâu đậm nhiều không? Không đậm quá mà cũng không ít quá. Nó hơi hơi, nó giữa giữa. Là do em với bạn đó không có được cùng quan điểm sống á. Em thì truyền thống, mẹ em có dặn là phải giữ mình á, không có được tiến tới trước hôn nhân. À bây giờ còn vô còn giữ không? Dạ còn. Đó. Giữ. Cái chốt giữ chỗ đó. Phải giữ. Phải giữ. Đúng rồi. Đúng rồi, phải giữ. Ủng hộ em. Dạ. Vậy là cái bạn nó không muốn giữ, muốn giật. Dạ đúng rồi, bạn muốn đá thủng khung thành đó chị. Dạ. Cuối cùng bạn nó đá hoài không vô, bạn nó bỏ đúng không? Bên này có ý đồ đá lủng khung thành không? Dạ không đâu anh, tại vì nếu mà em chơi thể thao thì trong bóng đá thì em cũng giữ khung thành. Em là thủ môn. Sống thử thì em không sống thử. Mà đá thủng khung thành ta thì đá hoài. Không có đâu chị. Trời cái đó chị em sống mà. Sống rất là lành mạnh. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được 3 mối tình rồi. Mình có tìm hiểu được nguyên nhân tại sao chia tay? Tại do công việc của em làm thì em tiếp xúc rất nhiều khách hàng. Trong đó khách hàng của em đa phần là nữ. Làm thì nhiều lúc em nói chuyện thì nó hơi ngọt. Thì bạn nữ đó thì bạn hay ghen. Ghen tao yêu tao phải ghen chứ. Trời, cái đó là vì cuộc sống, vì công việc. Nhưng mà bạn có phải là mẫu người sống chung thủy không? Dạ đúng rồi, em rất là nghiêm túc trong tình yêu. Hả? Bạn nữ mình có hay lúc ghen? Em đi chơi hay dạ, là có. Em cũng... Nhưng mà tùy từng trường hợp hả chị? Đáng ghen thì ghen, còn không đáng thì thôi mình bỏ qua. Dù anh ấy đồng nghiệp rồi chở bạn gái trong đồng nghiệp đi công việc ngoài đường là bạn bắt gặp rồi thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ chở cũng được nhưng mà đừng ôm thôi. Dạ. Ôm té là sao? Đợi đường Sài Gòn không đúc té lại. Té chứ ôm xe được rồi, cần gì mà ôm người. Bạn cần một mẫu người đàn ông như thế nào? Cao trên 1m7, tính tình thì hài hước, chín chắn, công ăn việc làm ổn định, sắp thành đạt, sẽ thành đạt và đang thành đạt. Bên đó sắp hay sẽ hay đang? Dạ đang chị. Dạ phải nhà ở Sài Gòn chị. Em ở ba mẹ ở Sài Gòn á. Có nghĩa là chị lấy nhau ở Sài Gòn chứ không đi đâu hết phải không? Dạ. Anh có mấy căn nhà rồi anh? Nhà thì có một căn thôi em. Anh sống với ba mẹ. Tuổi tác về thấy đồng ý không? À, anh lớn hơn mình con giáp bà thấy phù hợp không? Dạ lớn hơn một con giáp thì nó cũng chín chắn. Dạ cũng được. Cái điểm gì bạn không thích ở người đàn ông? Tính gia trưởng nè, tính đàn bà nè, keo kiệt nè. Tính đàn bà là tính sao? Tính đàn bà là cái boy cực xỉn, nhiều chuyện, ngồi bê, ngồi lê đôi mắt vậy đó, tò mò vậy đó chị. Không, không, mấy cái đó em có à. Có một trong những thứ đó không? Không. Cái khuyết điểm của em là gì? Em thì hơi nóng tính chút. Có đàn bà đó. Đàn bà thì không rồi. Có keo kiệt? Dạ không. Có tò mò? Dạ không. Có lục bắp phụ nữ? Dạ không ạ. Em trong quan hệ tình yêu là em rất là cởi mở. Thí dụ như người mình yêu mình cũng phải cho người đó một cái khoảng trống riêng tư để khi họ buồn những cái việc gì đó họ về trong cái khoảng trống đó có thể là họ đưa ra cái hướng giải quyết tốt nhất. Cái này được, cái này hay đó. Cần phải để phụ nữ có một khoảng trống để họ tự giải quyết như lúc buồn đúng không? Tôi rất có thiện cảm với bạn về cái kiểu cái cách nói chuyện, cái tư duy của bạn. Nhưng mà bây giờ bạn thích một người phụ nữ như thế nào? Có da có thịt một chút.
cao thì khoảng tầm khoảng chừng 1m55 đến 1m6 ở mỗi bên mái. Biết chăm sóc cho bản thân một chút, nên nghĩ về chuyện gia đình tất cả phần tóc còn lại. Nói chung là ở nhà em thì có mẹ, thì mẹ là một người rất là kỹ tính trong gia đình, người nhà là mẹ làm hết. Sau đó chúng ta cũng kéo lúc nhẹ mà mẹ không cho phụ, đó anh nghĩ em rất là thương mẹ. Vậy là đã sống một kiểu tóc với Thanh Tú Bình rồi, nghĩa là sau này là vợ sẽ là làm dâu đúng không? Dạ đúng. Cái điều quan trọng là bạn gái bên đó làm chung ngành với mẹ em. Cô giáo dạy trẻ? Dạ không, mẹ em là một người cấp dưỡng trong một trường mẫu giáo. Được rồi, một chút nữa tôi sẽ hỏi bạn gái bên đây cái chuyện làm dâu đó coi sao ha. Dạ. Sao em cảm nhận, em thấy sao? Em lại thích một người biết phụ vợ làm việc này kia trong gia đình đó chị. Nội trợ hay là nói chung là không biết giặt đồ thì cũng phải biết lau nhà rồi. Còn việc làm dâu thì sao? Bạn có chấp nhận làm dâu không? Được, em làm được. Vậy là tốt rồi, được rồi. Hôm nay bạn nam có đi với ai không? Dạ em đi với lại anh bạn bà con. Rồi, chào anh. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Nếu như này nói về một người nam á mà có hiếu á, thì khẳng định là Lê Đình Ân là một người con hiếu thảo. Phù hợp với thì nói chung về cái tính cứng rắn, nói chuyện rồi về cái chuẩn chạc thì hơn cái số tuổi nói ra. Hợp với nhau về cái tính tình là hai người hơi bị khó. Bên kia cũng khó tính, bên đây cũng khó. Thì nói chung là nó cái hợp, và cái hợp thứ hai nữa là nói chung là nói về cái hiếu thì hai bên đều muốn lo cho gia đình. Thì cái đó thì đồng ý, tại vì bên nào cũng muốn gia đình. Bạn nữ, mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ yêu dấu. Dạ chào cô. Chào anh Quyền Ninh với chị Cát Tường. Dạ. Và xin chào tất cả khán giả trên trường quay. Nếu mà nói mà cao giáo thì cũng không được cao giáo lắm, hơi thấp một tí. Cũng được cái là cũng hiền lành, thật thà mà cũng yêu thương ba mẹ thì cũng như cháu đấy, cháu nó cũng hiền lành thật thà và cũng yêu thương ba mẹ và các em trong gia đình. Đi làm về nhà thì là cơm nước rồi phụ giúp bố mẹ trong gia đình, cháu làm việc nhà là cháu làm được hết. Chợ búa, cơm nước các thứ là được, giỏi giang chứ không đến nỗi. Yeah. Hello. Good morning. Good morning luôn. Okay, thank you, stably, okay. Trời ơi, cô giáo lanh dễ sợ luôn. Trời ơi, chú đẹp trai quá chú. Chú làm gì chú đẹp? Sao mà cần phải người cao hơn là sao? Sở thích của em là mang về cô gái. Ví dụ gặp cái người lùn hơn mình mà người ta yêu mình quá nhiều luôn thì sao? Hơi khó hả? Tùy thuộc vào bạn nam đó có muốn giống, muốn làm như vậy không? Thể diện này kia, đi kế bạn gái thì người ta không muốn bao giờ mà bạn gái cao hơn mình một cái đầu hay là... Vấn đề là em có chịu đi với người thấp hơn mình không? Dạ chịu, em mang về búp bê luôn, khỏi mang về cô gót. Mà không mang cũng cao hơn người ta, chịu không? Chịu luôn, chú, cỡ chú là chịu hết á. Được rồi, thôi để hai người nói chuyện với nhau, ca này khó quá. Nào kéo màn lên. Dạ, tặng anh món quà. Thì ở đây anh nãy có cái lý do là anh hơi thấp thôi. Thế còn những cái khác thì vấn đề đó vẫn ổn, vẫn ok. Tao đứng lên cái cho bạn ngắm nghía cho kỹ cái coi. Thôi em đứng lên đo coi, coi coi là đi búp bê hay là đi gì. Đo coi thì sao. Được mà. Cái này dài với này cũng 5 phân mà, được. Đi dài còn thấp hơn ta nữa đó. Nhưng mà ở nhà cũng mang giày một tấc không mà chú. Vừa thôi mang giày cao chi vậy. Thôi hai người nói chuyện nhau, đừng nói chuyện tôi nữa. Hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Dạ em ở Hóc Môn. Hóc Môn, anh ở Bình Tân. Xa dữ vậy? Có, nếu mà từ anh lên em khoảng nửa tiếng hồ. Nửa tiếng cũng xa. Sao? Em cần 5 phút à? 5 phút chắc để anh sắm máy bay nha. Xuống đi, hai người đáp xuống. Hồi nãy em nghe nói anh nói là mẹ anh không cho anh làm gì hết. Chắc anh cũng không biết làm. Không phải là không cho làm gì. Cái ví dụ như ăn cơm xong thấy mẹ ngồi nghỉ thì mẹ mệt, thì anh muốn rửa chén mà nói thôi đừng rửa, mà rửa dơ lắm để chút mẹ rửa. Mẹ nói vậy thì anh phải lao vô, mẹ đi ra con rửa cho. Mẹ không phải lo, không bể chén đâu. Vậy đó. Cái đó là ý anh là không muốn cãi lời mẹ thôi. Bạn gái cảm nhận sao bạn gái? Dạ. Trời ơi, người ta tập trung vô câu chuyện là cứ suy nghĩ ai hoài vậy nha. Tập trung đi chứ tôi hiểu lý do của cô ế rồi đó. Ủa hiện tại anh đang làm cái gì ạ? Hiện tại anh đang làm kinh doanh. Kinh doanh là làm bên công ty hay là đúng rồi, riêng? Anh đang làm kinh công ty. Dạ chừng nào thì anh lập gia đình? Khoảng từ 6 tháng tới 1 năm nữa. Nhưng mà em cũng còn đang đi học liên thông lên đại học á. Nên là em phải khoảng tầm 2 năm trở đi nữa.
thì em mới lập gia đình. Tôi nghĩ cái khoảng thời gian đó cũng hợp lý cho em để em hoàn tất cái việc học của em, thế lại cũng đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Rõ dạ hơn. Anh biết hát không? Anh hát cho em nghe. Anh mắc yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta đã yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cô giáo đáp trả lại một đoạn đi. Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh. Tôi vừa mới tính khen mà cũng quất hai cái chữ cuối cho mà mới chịu à. Thôi được rồi, hát xong là cảm nhận đủ rồi đó. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tại sao bạn này không đồng ý nhấn nút? Anh nói là 6 tháng tới 1 năm thì em thấy là tuổi của anh cũng lớn rồi, nên là anh cần lập gia đình sớm hơn em. Đây, thay mặt chương trình gửi tặng bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, một cặp loa Soundmark i5 gửi tặng các bạn về nghe nhạc. Rồi, chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình. Thật sự mình không hợp nhau thì thôi, chứ làm gì phải đem khổ cho nhau, đúng không? Hạnh phúc không thể cưỡng cầu, cho nên dù cho không chung thì có mặc áo cặp đôi cũng chung mãi mãi không bao giờ là một cặp đôi. Đúng vậy rồi. Đi. Chào đón quý vị và các bạn đến với Bạn Muốn Hẹn Hò. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau và mong rằng hai cặp đôi sẽ đồng ý nhấn nút hẹn hò với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hà Mang. Tại giờ em làm bảo tất tuyệt bảo dưới xe luôn. Chứ bây giờ không thể nào mà một tấc đèo trang hai trái tim vàng được. Em muốn bạn em cũng chuẩn đi. Nói chung thích phụ nữ đó chị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh, chào toàn thể quý vị khán giả. Rồi, chào em. Chào bạn. Mời bạn trai. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào các vị khán giả, chào cô bạn bên kia. Em tên Phạm Tấn Tăng, 34 tuổi. Thăng, 34. Phạm Tấn Tăng, Tăng Trang. Xe Tăng á hả? Tăng Trang á. Tân, Tân, à, Tân. Phạm Tấn, Tấn, Tân. Anh làm nghề gì? Em làm bên kinh doanh giữ xe. Kinh doanh dịch vụ giữ xe du lịch với giữ xe du lịch, tức là có cái bãi giữ giả cầu. Còn chữ y, còn chữ y lâu chưa bạn? Được hơn 5 năm rồi. Cái đó là mình làm nhân viên hay làm bãi giữ xe đó của mình? Bây giờ nó khoán lại cho mình rồi, nhưng mình thầu bãi xe, thầu coi như chủ đó. Ngon lắm nha, giữ đêm mà xe đông đông ngon lắm. Còn bạn gái, em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thái Kim Phê. Hả? Thái Kim Phê cà phê đó anh. À phê phê. À phê đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh tại công ty Dương Hoàng. Năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là nhân viên phòng hóa lại. À vậy là nói chuyện cũng hay lắm nè phải không? Tiếp xúc khách hàng. Vậy nóng đó. Má em cũng nói thấy con mình cũng được, không biết tại sao lại ế. Thế em có hiểu tại sao không? Bản thân em cũng mâu thuẫn rằng là em trong công việc và em ngoài đời sống thì nó không giống nhau. Ủa là sao? Mình là mình thôi chứ. Em trong công việc thì hơi khó tính, với lại là nóng, bình thường. Nhưng cũng dịu dàng. Cũng dịu dàng, dễ thương. Thế mình có mấy mối tình rồi? Em cũng được 2 mối tình chính thức. Chia tay bao lâu rồi? 2.5 năm rồi đó chị. Tại sao chia tay cái mối tình đó? Chắc có lẽ là do tình yêu nó không có đủ lớn á chị. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình. Mới có một hả? Dạ. Tại vì quan điểm của em á là khi mình muốn quen bạn gái là mình phải cố gắng làm sao có là dự định tiến tới hôn nhân. Và mình phải có điều kiện để mà lo cho bạn gái và ví dụ như tương lai cho con mình sau này. Sắp tới là sẽ cưới vợ, đúng không? Ta đã chuẩn bị gì
có tiền đủ chưa, lo cho con cho vợ chưa, chứ đến đây xong rồi bên kia rủ người ta nói cưới sớm mà không đủ hay sao? À, lo con lo vợ tiền cưới thì có thể là em lo được hết. Lo được hết rồi đúng không? Dạ. Chứ nếu không được cái nữa chia tay nữa mệt lắm. Giờ có nhà cửa gì đây chưa? Nhà thì chưa, tại vì nhu cầu của em thì hiện tại bây giờ em làm bãi dưới xe luôn. Cho nên là chưa có nhu cầu mà nhà cửa. Phải tính để quen bạn gái thì có gì đó nhu cầu làm việc thích hợp thì mình hãy mua nhà. Mấy xe em giữ khoảng được nhiều chiếc? 4 chiếc du lịch. 4 chiếc du lịch, chưa tính xe máy đúng không? Dạ. Ủa mà sao nguyên nhân gì tại bạn lại làm cái công việc là cái thầu có bãi giữ xe? Thì trước đây mình làm cái gì? À, trước đây em đã từng học trung cấp điện công nghiệp, xong rồi ra trường đến giờ đi bộ đội. À. Xong rồi em đi làm bảo trì điện. Bảo trì điện thì một thời gian thấy công việc nó bấp bênh quá, cho nên em xin chuyển qua bên giữ xe. Nay thấy công việc thì cũng ổn định rồi, nên có thể mình kiếm bạn gái rồi tiến gái không nha. Đi bộ đội mấy năm? Dạ 1.5 năm chị. Ở quân trường mấy bao lâu? Trường 3 tháng. À 3 tháng, vậy là cũng tính kỷ luật quân đội cũng cao rồi đó ha. À, không có mà ăn chơi nữa. Bạn nữ của mình có những ưu điểm gì? Em được nghĩ là vui tính, có trách nhiệm, với lại em là tự lập rất là tốt. Mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Phải to con một chút, bởi vì em là đô rồi. Cao 1m7 trở lên. Chị dữ vậy? Em 1m67 rồi chị. Ồ. Mang dép nữa 1m7 rồi. Thôi đứng đứng lên coi khác rồi. Chà, cao dữ ha. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ. Về tính cách á, thì em mong bạn trai em mới là người cười trầm tính một chút. Và bây giờ em nóng vào bạn trầm thì nó mới dung hòa với nhau. Đúng rồi. Thứ hai nữa là có công việc ổn định. Chứ bây giờ không thể nào mà một tấc đèo tranh hai trái tim vàng được. Nói chung là muốn đi đến lâu dài thì cần phải có thực tế một chút. Chứ bọn em cũng qua cái tuổi mà yêu cho biết, yêu theo cái quán tính rồi. Cái điểm gì bạn không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, chi ly tính toán quá chị. Mình bóng bẩy quá. Bởi vì em bây giờ nó không phân biệt đâu là thật đâu là giả cả. Em muốn bạn em cũng chuẩn mẹ. Nói chung thích phụ nữ đó chị. Tụi coi cái giới tính bên đây có rõ ràng không? Rồi chị. Không, bộ đội mà, đúng không? Ừ. Mạnh mẽ, khỏe mạnh, anh cao nhiêu? Cao 1m7. 7 vừa chuẩn luôn ha. Khỏe không? À, khỏe. Chuẩn men không? Dạ, chuẩn. Chuẩn men ha. Hơi trầm tính á, đúng bên kia yêu cầu luôn đó. Dạ. Không, cho em hỏi tí. Nhưng mà tiến tới hôn nhân thì nó phải bền vững, chứ không thể một túp liều tranh hay quả tim vàng. Thế anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Gần đủ. Gần là còn thiếu cái gì? Thì bây giờ còn thiếu một cô bạn gái nữa. Tôi cũng bị đủ điều kiện mua đất rồi, mua nhà rồi. Bao nhiêu lâu nữa thì anh có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu hai người quen nhau mà tìm hiểu nhau, hiểu nhau được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân, không cần thời gian. Anh này rất là trầm tính, dễ thương, cầm vờ lai. Hôm nay anh đi đến đây với ai? Dạ đi với bạn, đứa em, đứa cháu. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm như thế nào nha. Rồi, xin mời người nhà. Hợp với anh Tật. Chị này thì quạt bát, dễ thương, hợp đó. Hợp đó ha. Rồi, về ổn rồi. Mình đi với ai em? Dạ em đi với sếp với lại cháu trai của em. Ồ có sếp nữa hả? Đâu ạ? À? Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì nói chung á, nãy giờ thấy anh Tân á thì cũng ít nói, thì thấy là trầm tính. Còn về phía của Kim á thì thật sự do cái tính chất công việc á, đa phần mấy bạn sale á rất là năng động là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, mình làm trong môi trường sale thì cái áp lực về cái công việc cũng rất là lớn. Nói chung á, thì em chỉ chia sẻ cái công việc của bạn Kim thôi. Còn về hai bạn hợp nhau hay không hợp nhau á thì chắc có lẽ là ở quyết định của Kim. Ủa mà sao chị lại kêu là Kim? Phê mỗi lần á hỏi, ủa em tên gì? Em tên Phê. Đóng nhanh người lên vậy? Tên gì Phê hả? Đúng, Phê, cà phê. Nên thành ra là lấy Kim thì nó tiện xong vô và thuận lợi trong công việc chị. Có sếp đi cũng đỡ vững tin hơn ha. Chào anh Nguyễn. Chào Phê. Phê. Không có ấn tượng mà cứ kêu là Phê. Tự nhiên ấn tượng cái tên cũng vậy nữa. Đôi khi người ta ghép mặt, ta nghe tên tự nhiên ta nhớ hoài luôn. Chứ Kim thì nhiều người tên Kim lắm. Dạ đúng rồi, ha. Tên em đặc biệt lắm, nghe lần là dễ nhớ. À, sếp nói đúng á, các bạn sale rất là năng động, rất là nhanh nhạy, giao tiếp tốt. Anh bộ đội bên đây cũng trầm tính chút xíu. Vậy thì người nói có người nghe anh. Có người nghe rồi chắc ăn rồi. Ha. Dạ. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định, kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Mời anh. Lúc nào trầm tính thì lúc này phải nói nha anh, năng động lên nha anh. Dạ em cảm ơn. Em nghe nói anh Tăng đi trước có đi bộ đội đúng không ạ? Đúng rồi. Em nghe thật sự là em rất là có cảm tình với những người mà đã đi bộ đội về, bởi vì mình sẽ chín chắn hơn.
Anh nghĩ thì nếu mà hai người thì cần điều kiện gì thì mới đi đến hôn nhân được? Em dự định là ở đây luôn chứ? Nè, nếu mà dự định ở đây thì mình có thể mua nhà, chung cư hay gì đó. Bản thân em về hôn nhân thì em chỉ cần là hai người có tình cảm với nhau, cần nhau trong cuộc sống, thì em nghĩ là đó là điều kiện đủ đi đến hôn nhân rồi. Dạ, anh cũng em quay lại anh có thấy thất vọng lắm không? Không, bình thường anh không quan trọng về bên cái ngoại hình bên ngoài, mà quan trọng là bản chất của một người đó như thế nào thôi. Là bên trong má em nói bạn chắc em là tốt rồi đó. Vậy là chắc là hợp với anh. Nhưng mà người cũng đẹp xinh mà. Quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Tình yêu là mình phải chung thủy. Em thì không thích sống thử, và cũng không thích người con gái đã sống thử. Nếu có gì lỡ lầm thì cũng có à, cái này được. Cái này hơi khăn nha. Thí dụ như bây giờ mình lấy vợ rồi mình gặp vợ mình đã từng sống thử thì sao? Thì em đã nói là em có thể là chấp nhận nếu là bị lỡ lầm thôi. Anh đã từng sống thử chưa? Chưa. Quan điểm của em là tình yêu lúc nào cũng phải trong trắng. Khi mình sống thử như vậy á, thì ví dụ người kia còn thì mình hại với người ta, mình không thích. Khi nào em nhắm khả năng mà em có thể mà cưới được thì em sẽ ấy. Đàn ông cũng hay có một cái tính gọi là không thích người yêu mình đã sống thử rồi, thích người yêu mình còn trinh trắng như vậy. Nhưng đa số người đàn ông là gặp phụ nữ luôn luôn muốn sống thử trước, muốn gọi là chiếm đoạt trước. Hai cái này nó rất mâu thuẫn với nhau. Sống thử không thử nó quan trọng là mình đối xử với nhau tốt hay không thôi. Bây giờ thí dụ như anh lấy một người phụ nữ chưa bao giờ sống thử nhưng mà nó không hợp với nhau một thời gian, anh chia tay rồi, người ta cũng phải đi tìm người yêu chứ. Nếu ai cũng gặp như anh vậy thì phụ nữ người ta khổ à. Không, em nói ví dụ như có lẽ làm một lần thì cũng chấp nhận à. Một lần thôi hả? Hai lần được không? Hay anh xui. Anh xui. Đôi khi cái này không được nhưng cái khác được có thể bù qua. Đúng rồi. Quan trọng là đối xử dạ. Mình thế nào thôi, sống với mình thế nào thôi. Còn cái chuyện tinh tiết á, quên đi cái quan điểm ấy đi. Cả thế giới bây giờ họ cũng đâu có quan trọng điều đó đâu. Rồi chấp nhận. Chấp nhận ha. Chấp nhận. Từ đây về sau đừng bao giờ quan niệm điều đó nữa nha. Theo mình là đàn ông mình nghĩ như vậy. À, ví dụ như là mình chấp nhận là ví dụ như trước đây người ta đã làm, nhưng mà sau này ví dụ như mà cưới về mà người ta ở ngoài nó là không chấp nhận. Đúng rồi, cái vụ đó không được. Rồi. Dạ. Ha. Dạ. Ok. Rồi. Okay. Tiếp tục. Anh làm em hú hồn. Anh có gia trưởng lắm không anh Tăng? Không, sống của anh thì vui vẻ hòa đồng. Em nghe mới đầu em nghe suy nghĩ của anh thì em nghĩ là anh cũng hơi gia trưởng. Không, những người mà tiếp xúc anh lần đầu tiên thì cho anh là khó chịu. Nhưng mà khi mà tiếp xúc vài lần thì thấy anh là quá dễ. Em thì suy nghĩ rất là thoáng, nhưng mà cái vấn đề là sống thử trước hôn nhân thì em tán đồng với anh. Bởi vì em cũng quan niệm như vậy. Làm gì làm, tôi cưới xin xong tính. Cảm nhận của nhau lần đầu tiên gặp mặt. À, lần đầu gặp bạn này thấy cũng được, cũng dễ thương. Và không biết mình có cơ hội để tìm hiểu thêm không? Thì em thấy anh Tân cũng là người hợp với những cái thông tin em đưa ra đó. Bạn có ngại chuyện lớn hơn nhiều tuổi không? Không, anh em thích những người lớn hơn nhiều tuổi. Em nghĩ thì họ sẽ suy nghĩ chín chắn hơn em rất là nhiều. Theo tôi thế này, anh Tân là một trong những người ít nói, trầm tính. Có đôi khi anh trong lòng anh muốn rất là nhiều điều nhưng mà đôi khi không có nói không được. Tuy là cũng cứng cỏi nhưng mà cũng nhút nhát. Nào. Mình có 3 tiếng đếm mà anh Tân để tay vào nút bấm. Một cô gái năng động, một cô gái giỏi trong giao tiếp, biết tự lập, một chàng trai cũng cứng cáp, điềm tĩnh, ít nói. Không biết họ có hòa hợp hay không. 3 2 1. Hết thời gian. Anh Tân là anh nhấn rất là dứt khoát. Còn hình như bạn có một chút đắn đo suy nghĩ. Dạ, em mới đầu em nghe quan điểm đầu tiên của anh ấy về trinh tiết thì em sợ là người đó là gia trưởng. Nhưng mà em suy nghĩ lại thì một điều nó không nói đến điều gì hết, nên em cũng cho bản thân mình cơ hội. Thôi anh suy nghĩ thôi, chứ anh cũng rất là dễ thương ha. Cũng biết thay đổi những cái suy nghĩ của mình khi mà người khác trò chuyện. Gửi tặng hai bạn món quà của Samac E5. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có một buổi xem phim rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình ạ. Nào, hãy nắm tay cô ấy. Đi xem phim, mời hai bạn. Đàn ông phải nam tính, phải mạnh mẽ. Vặn vỡ càng tốt, bụng hay nhỏ. Thí điểm của em là không có được đẹp trai thôi, chứ còn gì cũng được.
lo muốn chết luôn. Anh này anh ít nói quá. Đúng, nhưng mà không sao đâu, anh nghĩ rằng trong mắt của họ đã tìm thấy một điều gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai để nhận những chiếc vé này quý vị nha. Hà Mang, mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, các anh chị và các bạn ở trường quay. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Châu, em 30 tuổi. À, em đang làm công việc gì? Em là kiểm toán viên. Quê em ở đâu? Em ở Long An. Kiểm toán viên mà chị nghe chị tưởng là em làm gì đó về nghệ thuật, cái MC hay là gì đó. Bây giờ mình chờ bạn trai của mình giới thiệu đã nhé, rồi mình sẽ trò chuyện. Mời bạn trai. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Hoài, 29 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại em làm quản lý nhân sự của một công ty xây dựng. Tôi nghĩ rằng bạn quan hệ rộng rãi với rất nhiều đối tượng với công việc của bạn. Quản lý nhân sự mà, vì thì lý do tại sao chúng ta chưa tìm được một nửa yêu thương của mình? Có thể là một phần vì em ngoại hình mình không có được đẹp mắt như mọi người. Với lại công ty em là chuyên về xây dựng, chủ yếu là các anh nam và các chị đã có gia đình rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối tình là cũng nhiều đấy. Dạ. Sâu đậm nhất là mấy năm? Sâu đậm nhất là 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Tại vì đôi lúc cách quan tâm của mình chưa có đúng với cái ý mong muốn của người ta. Nên là... Là bạn quan tâm nhiều quá hay là tại vì bạn không quan tâm? Cách quan tâm của mình thì không đúng. Cũng có cái trường hợp mình cũng không quan tâm. Hồi nãy bạn nói là bạn 29 tuổi hả? Dạ. Bên đây thì lại là 30 tuổi. Em là 87. 87. Có nghĩa là ngày sinh của em là tháng giêng 87. Nhưng mà thật ra thì nó lại vướng âm lịch 86. Cho nên là em vẫn luôn mặc nhiên em nghĩ mình là tụi con cợp. À, nhưng mà thật ra là mình sinh năm 87 đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bạn trai bên kia sinh 88 hả? Dạ 87 ạ. 87, ủa 87 gì bằng tuổi mà. Tự nhiên giới thiệu tôi tưởng đâu là bên đây lớn hơn bên kia 1 tuổi. Nhưng mà bạn bên kia bạn sinh tháng mấy? Trời ơi còn tháng gì nữa. Nhà muốn là kêu bằng chị hay sao mà hỏi rõ vậy? Dạ không có. Em giới thiệu về cái sở trường của mình, những cái năng lực của mình. Theo mọi người nhận xét thì họ nói là em dịu dàng và cư xử khá là khéo léo. Thì tại sao mình lại không có bạn trai? Thực ra là em đã trải qua một mối tình rồi. Và có lẽ là cái duyên đã đến nhưng mà cái nợ nó chưa đến. Cho nên là đến bây giờ vẫn còn độc thân. Tại sao mình chia tay mối tình đó? Có thể nói là do họ hết yêu mình. Chuyện cũ bỏ qua, nói chuyện mới đi. Thì mình mong muốn đến cái chương trình mình tìm một người bạn trai như thế nào? Không xét nét vào quan niệm khắt khe về tuổi tác. Đàn ông phải nam tính, phải mạnh mẽ. Vạm vỡ càng tốt, bụng hơi nhỏ. Bụng hơi nhỏ với bụng như anh Quyền Linh là thua phải không? Dạ không, bụng anh Quyền Linh vẫn được. Vẫn được. Đàn ông thì phải chấp nhận giao tế. Bụng to một tí là vẫn ok. Nhưng mà bụng mà bụng phệ, bụng bia thì ủa, giao tế, cái đó hơi ngại. Giao tế mắc gì bụng to? Uống bia đó. Phải uống bia. À, dạ. Chấp nhận bạn trai uống bia luôn không? Bụng to hoài. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự vẫn sang như thường. Dễ tính quá ta, bạn gái này rất là dễ tính. Em rất thoáng trong mọi chuyện, thích nhậu nhiệt hay là cái gì đó, tứ lỗ tường cũng được. Nhưng tứ lỗ tường cũng được. Nhưng quan trọng là người đó biết dừng lại đúng chừng lúc. Chừng mực. Dạ đúng rồi, chừng mực, biết họ phải kiên nhẫn trước những sự cám dỗ ảnh hưởng đến tình yêu hôn nhân gia đình. Quá giỏi luôn. Vậy là được. Bạn trai cảm nhận như thế nào về những cái yêu cầu của bạn nữ đưa ra? Em thấy em đạt cũng khoảng 90%, còn 10% là tại cái bụng. Bụng sao? Cũng hơi bự bự hả? Cũng cỡ anh Quyền Linh chị. Rồi, bạn có yêu cầu bạn nữ thế nào? Tương đối cao, không có nhuộm tóc màu sặc sỡ. Nhưng mà bên đây em lỡ nhuộm tóc rồi thì sao ta? Màu nhẹ không em? Tao nói không có nhuộm tóc xanh đỏ hết. Em không biết là anh quan niệm sặc sỡ của anh là như thế nào. Nhưng mà ta nhuộm tóc là quyền của người ta. Nhuộm tóc cho đẹp thì sao mà em không thích là sao? Mà sáng quá kỳ lắm anh ơi. Sáng đâu có sao đâu, người yêu mình đẹp mình có quyền tự hào chứ. Dạ. Rồi còn không thích gì người phụ nữ nữa? Chơi bời hoặc là... Chơi bời là gì? Đi ba đi này nọ nhiều. Đi ba thì người ta đi giải trí, xả stress. Đi vào ba tí có sao đâu. Dạ, giải trí ở mức độ là thường chứ không thường xuyên. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng được. Bên đây người ta thoáng, người ta cho bạn tứ đủ tường cũng được nữa mà bạn kỳ cục quá à. Nè bây giờ thí dụ như giờ bạn gái hôm nay mặc đồ hơi thoáng thoáng một chút, quần short đồ mắc mẻ một chút, sexy chút, bạn chịu không? Dạ thích. Kỳ vậy. Thích thì sao ta nhuộm tóc, nhuộm đồ là cho làm đẹp thì là không chịu. Bạn có tật xấu gì không? Khuyết điểm của em là không có được đẹp trai thôi chứ còn gì cũng được. Kể một số ưu điểm
ca hát được, với lại làm thơ. Quảng cáo không có tin thơ đâu. Đi làm thơ đi. Bấy lâu bị ế nhan răng, chương trình điện thoại báo rằng tìm ra. Anh vui quá xá quà xa, đêm ngày thao thức nghĩ xa nghĩ rần. Em ốm thì anh sẽ giảm cân, em mập thì anh sẽ ăn gần bằng em. Làm sao thì cho hai đứa xem, ví dụ như là em cao thì anh sẽ đi thêm doctor. Em đừng lo nghĩ vu vơ, em lùn thì anh sẽ cõng trên bờ với anh. Anh không lựa chọn vòng quanh vì tinh duyên số đưa anh gặp nàng. Giờ đây anh đã sẵn sàng, chờ mong giây phút mở màn gặp em. Được, tôi kết rồi đó, tôi kết rồi. Được nha, bạn đã ghi được thêm 5 điểm trong lòng của tôi. Một bài thơ rất hay và ý nghĩa. Em có sở trường gì không? Em biểu diễn lại cho anh xem. Em có học dance mode, nhưng mà thời gian qua cũng bận quá cho nên là cũng bỏ. Chỉ có thể biểu diễn một vài động tác. Được. Vậy là được rồi. Qua coi Linh. Âm Liên. Nhưng mà em mặc áo dài cho nên là các anh chị các bạn. Khánh Thi mặc áo dài vẫn nhảy đẹp như thường. Giống như có nhạc thì tốt hơn ạ. Có nhạc. Rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, dễ thương. Lắc qua lắc lại cũng dẻo lắm. Nhưng mà chắc mình cũng phải có khuyết điểm chứ hả? Dạ đúng rồi, con người mà chị. Em khó tính và nóng tính. Vậy mà nóng tính hả? Dạ đúng rồi. Cái điều gì bạn không thích ở một người đàn ông? Có lẽ lượm thường, không gọn gàng, quá bảo thủ và độc đoán gia trưởng. Rồi, hy vọng là bạn trai bên đây sẽ phù hợp với bạn. Chào bạn. Nãy giờ bạn cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào? Là một người phụ nữ rất là dịu dàng. Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tiến tới hôn nhân được? Gia đình em cũng đang rất là mong chờ điều đó. Nhưng mình đã chuẩn bị gì sẵn sàng cho đám cưới chưa? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu cô dâu thôi. Phải không? Dạ. Thôi vậy cũng được rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Rồi, chúng ta gặp bạn thân của bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Bạn của bạn có phải là một người khó tính không? Thực ra thì bạn của em cũng không đến nỗi là khó tính lắm. Bạn cũng có một số bạn gái theo đuổi, nhưng mà tại vì chưa có phù hợp với bạn nên là bạn chưa có chọn. Vậy thì nãy giờ cô gái này bạn cảm giác là phù hợp chưa? Bạn này rất là dịu dàng, nhìn mặt cũng rất là dễ thương và giọng nói cũng dễ thương giống người. Nên em nghĩ là bạn em sẽ chọn. Cảm ơn bạn. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì Tư và em gái của em. Dì Tư thấy sao dì Tư? Nãy giờ thì thấy tính cách của hai cháu này cũng tương đối, cũng gần được với nhau thôi chứ cũng không chưa hợp lắm. Chưa hợp lắm. Hồi nãy em nói đi với dì và em gái hả? Dạ đúng rồi. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em nhìn thấy anh bệnh như thế nào? Em thấy anh cũng được, nói chung cũng hiền và đứng đắn. Em nghĩ là chị em với anh cũng nên cho một cơ hội tìm hiểu, sau đó thì là do sự quyết định của hai người. Rồi, kéo màn lên, quan trọng hai người thôi. Chúng ta hãy nhìn nhau thật kỹ. Mời bạn. Cảm ơn anh. Bạn em bức tranh. Bức tranh này cũng có ý nghĩa lắm. Nếu em nhìn thoáng qua là một cô gái đang đứng rất là cô đơn, đang nhảy múa. Và nếu nhìn một cái cách nhìn khác thì là hai người đang hôn nhau, đang rất là hạnh phúc. Anh muốn gửi gắm một cái thông điệp là em muốn là một cô gái này hay là em muốn là một cô gái này. Cảm ơn anh nhiều. Nếu như mà em có một người chồng không có được đẹp trai thì em nghĩ sao? Quan trọng nhất là người đó có yêu thương em hay không, người đó có chân thành và trung thủy hay không. Ngoại hình cũng là một yếu tố ảnh hưởng nhưng mà nó không quá quan trọng. Còn anh thì thế nào? Anh cũng nói là nhìn một con người không có quan trọng về ngoại hình, nhưng mà nhìn em là quá đạt tiêu chuẩn rồi. Cảm ơn anh nhiều. Cho em hỏi, anh có e ngại khi mà quen với một người con gái tuổi Dần hay không? Thực tế thì anh không có quan trọng vấn đề đó. Nó không có ảnh hưởng, chủ yếu là hai người yêu nhau và cùng cái cách nhìn để mà sống. Em đã sẵn sàng lập gia đình chưa hay là chỉ là muốn để tìm hiểu? Thật sự là em đã sẵn sàng lập gia đình từ lâu. Bởi vì kết hôn trễ thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vấn đề về con cái, mọi thứ sau này. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Con cái ai đẻ? Ý không? Gì? Tiền bạc ai giữ? Con cái mấy đứa? Em muốn mấy đứa. Chứ có lẽ là hai. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì trong cái phạm vi cuộc sống này thì mình để làm sao mình giới hạn được, mình có thể đảm bảo cho cái cuộc sống của con sau này. Anh là một người có quan niệm hiện đại hay là phong kiến? Anh là người có quan niệm hiện đại và thích cách sống hiện đại. Anh nghĩ là em cũng là một người có suy nghĩ chín chắn và biết lo cho gia đình. Chúng ta nên có một cái cơ hội nào đó. Anh nghĩ rằng ở chỗ cô gái cũng vẫn còn một cái
điều gì đó nó trăn trở chút xíu, chưa biết cô bấm nút hay không. Vậy thì em sẽ có cơ hội là 30 giây nữa tỏ tình với cô ấy bằng mọi cách, lời nói, bài hát hay cầu hôn gì đó, tùy em. Em có 30 giây bắt đầu. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Tiếp tục. Dạ hết anh, tiếp đi. Lâu lâu thuộc câu câu chọt chọt. Trời, đang ngon đang ngọt tự nhiên có nhiêu đó vậy, làm cục hứng quá anh này. Rồi để tay vào nút bấm bạn. Thích đồng ý thì mình sẽ nhấn mạnh vào. Suy nghĩ thật kỹ nha. Vẫn còn một chút suy nghĩ, một chút đắn đo từ cô ấy. Liệu cô ấy có bấm nút hay không? Nào, sau 3 tiếng đếm ta biết được điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Nào, hãy đứng lên. Một trái tim màu hồng cùng chung nhịp đập. Chúc mừng hai bạn. Đây là những món quà của Sao Mắt P5. Gì lên tự nhiên tự động nắm tay ta luôn vậy. Nắm đi bạn, tự tin lên. Nãy thấy nắm rồi. Cho phép mình nắm. Cho đâu, nãy chưa cho, mới đứng lên cái lòng nhào vô nắm rồi, xin gì nữa. Chúc mừng các bạn. Đây là chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn và hiểu nhau hơn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. À, đến với bạn muốn hẹn hò, chúng ta có những giây phút phải nói là rất là nghẹt thở để chờ đợi. Và hy vọng rằng những cặp đôi đó sẽ đem đến niềm hạnh phúc và niềm vui cho tất cả chúng ta. Đó là tin báo song hỷ. Đúng rồi ạ. Cát Tường và Quỳnh Linh xin chào đón quý vị và các bạn đến với Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Wow, dạo này hình như cái phong thủy này hợp hay sao đúng không? Mình cứ vậy mà tiến tới. Đúng rồi. Cứ mình cặp là họ sẽ cặp thôi. Đúng rồi. Và bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin hạ màn. Sợ chuột ạ. Hả? Sợ chuột. Vâng, em tuổi mèo nhưng sợ chuột anh ơi. Bên này sợ rắn anh. Vậy em bắt chuột, anh bắt rắn. Mời bạn trai. Chạy ngừng lên ạ. Chào chị Cát Tường. Mời em ngồi. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào tất cả mọi người. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Hoa, em năm nay 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Quê em ở Hà Tĩnh. Vào đây lâu chưa? Em cũng vào đây được 2 năm mấy 3 năm rồi chị. Rồi, bạn trai mình giới thiệu tên đi bạn. Dạ, em là Thái, năm nay em 28 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh ạ. Em đến từ Huế ạ. Nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Em làm nhân kinh doanh về gì? Bên lĩnh vực thú y ạ. Kinh doanh thuốc thú y. Hà Tĩnh có đi ngang Huế không ta? Có đi ngang anh. Có ghé lần nào chưa? Ghé ăn cơm xong đi ạ. Lần này ghé ở luôn được không? Cũng được. Nhớ đem kẹo cu đơ nha em. Cu đơ ở đây. Đặc sản Hà Tĩnh anh. Trước giờ mình... kẹo cu đơ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thì cũng có mấy mối chị tìm hiểu, nhưng mà tìm được chưa kịp hiểu thì không biết bên nào đi rồi. Khi nào mình ngồi mình suy nghĩ về cái nguyên nhân chưa? Em cũng suy nghĩ nhiều lắm chị, nhưng mà không phát hiện ra. Vậy bạn hiện giờ có biết ưu điểm, khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em là cũng vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm thì hơi bị lạ lùng. Cái gì cũng biết nhưng mà không có cái gì giỏi. Ví dụ như biết sửa điện một xí, rồi biết đóng bàn ghế cũng biết á. Lạ lùng là lạ lùng chỗ nào? Ví dụ biết sửa như... điện mà sửa không có được á. Sửa xài không có được thì biết đóng bàn, đóng xong xài cũng không được á, đúng không? Bạn thích tìm người yêu như thế nào? Người yêu thì không có ở dơ, không gia trưởng. Lãng mạn một xí cũng được. Có ở dơ không? Không. Có gia trưởng không? Đức tiếc là không ạ. Rồi cái mẫu hình như thế nào? Mập lùn cao ốm? Cao hơn em một cái đầu là được anh. Rồi sao nữa? Hơi tròn tròn là được, chứ ốm quá thì thôi. Anh mập lắm em ơi. Đây mập lắm à. Ốm quá sao thôi. Ốm quá lỡ người ta đi bên, người ta lại thấy em ôm cái cục nhà thấy không được. Rồi bạn trai, nãy giờ bạn gái nói vậy, mình có đáp ứng được nhu cầu của bạn gái được phần nào không?
Chắc là cũng hơn 90% á. Hơn 90% luôn hả? Tự tin quá không? Bạn có thích lãng mạn không? Có. Một lần lãng mạn nào bạn đã thể hiện rồi? Ngồi trong quán ngắm mưa quá cửa kiến. Nói gì chuyện nhỏ bình thường. Đủ đang ngồi đã uống cà phê mưa thì bình thường thôi mà. Cái gì mình cố tình tạo nên lãng mạn? Thì nói chuyện tình cảm này đó. Nói chuyện tình thí dụ, cảm với mưa là... Thí dụ nè, thôi thí dụ cụ thể nè. Thí dụ bữa nay là sinh nhật của bạn gái nè. Dạ. Đó, giờ mình là làm sao mình tổ chức sinh đúng nhật rồi. Như thế nào cho giờ nó lãng trời mạn. Mưa đang lớn đó. Một không gian kính thì mình làm... Kính là sao? Đóng cửa là hết. Tức là trong phòng riêng hả chị? Rồi. Có bánh, có đèn, mình bong bóng, rồi hoa, rồi nến. Ừ. Rồi hai đứa. Hai đứa làm gì? Rồi ăn mừng sinh nhật à. Sinh nhật mà có hai đứa quá. Bây giờ mình nghĩ đi, thí dụ vậy bạn gái muốn tổ chức sinh nhật lãng mạn dưới mưa. Không, chắc em nghĩ không có đáp ứng được đâu. Sao vậy? Không được. Tự nhiên sinh nhật xong hai đứa bệnh mà đâu có lãng mạn gì đâu. Vậy là không lãng mạn rồi. Lãng mạn người ta làm một điều gì đó. Hay đút bạn ăn gái ăn cơm dưới mưa, thí dụ vậy. Mình có sở trường gì không? Thực ra thì em rất là thích thể thao ạ. Anh chơi được khá nhiều môn, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Sao thấy tướng không thể thao gì hết trơn vậy? Vai trò gì? Thủ môn ạ. Tập nào đá mạnh cũng mệt à. Vâng ạ, nên không ai dám đá mạnh đâu anh ạ. Khi nào mình tính tới hôn nhân được? Dạ thì khoảng một năm chị. Có chuẩn bị gì chưa? Thì có rồi. Cái gì? Thì đủ tiền ạ. Đủ tiền? Vậy được rồi. Có điều gì không thích ở người bạn gái? Lụm thua mà. Ở giờ. Không, con gái ít hơi dơ lắm anh. Có chứ, cũng người nhiều hơi dơ lắm á. Tôi gặp nhiều người ba cũng vừa tắm á. Có điểm gì nữa không? Đừng nhuộm tóc là đẹp quá. Em thì sống hiện đại lắm, nhưng mà ví dụ như xăm có thể xăm trừ những chỗ kính này được. Đừng xăm ngồi sợ bả vai. Có nghĩa là chỉ mở ra mình em thấy thôi thì được, người ta thấy thì không được. Vâng ạ. Ví dụ như xăm ngay trán thì không được. Thể thao cái tướng không thấy chút nào thể thao hết trơn. Sao vậy chị? Em tiếng khoa chị. Không biết nữa. Ba mối mà không biết nữa. Thì thể thao mà không có thể thao. Rồi bây giờ bạn hãy nói những nhược điểm của bạn. Em hay quên. Ê, em cũng hay quên rồi, về ai nhớ chưa khóa nhà. Vậy chắc thì tập lại. Rồi. Sợ chuột ạ. Hả? Sợ gì? Chuột. Vâng, em tuổi mèo nhưng sợ chuột anh ơi. Sợ chuột bên kia sợ gì? Không, bên này sợ rắn anh. Vậy em bắt chuột, anh bắt rắn. Rồi, sợ chuột gì nữa? Hiện tại có nhiêu đó. Rồi, có những ưu điểm gì? Em ưu điểm thì bắt thì em đều biết hết. Ca hát. Vâng, ca hát, thơ, nhảy, đẹp. Đâu đâu, làm rồi, thử bản coi chứ nãy. Hồi nãy quảng cáo có vụ thể thao, tôi thấy không có thể thao rồi đó. Văn thể Mỹ mà, còn gì nữa thể hiện luôn. Nhảy á. Nhảy rồi, nhảy luôn. Nhảy khán giả vỗ tay lên kia đồng ý rồi đó. Dáng biết nhạc tôi đúng không? Tôi đàn nhạc cho tưng 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 tưng. Thì một số động tác em múa dựng này, ví dụ rap dance. Tôi phải coi lại thêm lần nữa. Chị bước lên trên. Nói chung là em biết động tác này. Oh. Rap dance này. Đó, vô nè. Hey. Được, được, được. Dạ thôi ạ. À. Được, 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 được. Cũng được, cũng được, cũng dẻo, không có nổ. Vậy tôi cũng phải coi lại cái vụ thể thao chắc cũng được phải không? Để em đi đá banh với anh Thuyền Linh ạ. À. Anh Thuyền Linh nó đâu có đá nổ nữa. Anh đá tiền về mà chạy bán kính 2 mét. Cảm thụ âm nhạc tốt. Chạy vòng 2 mét thôi. À, bạn nữ mình có sở thích gì không? Có chị, em thích thể thao, em cho anh. Trời em, thích thể thao. Thích thể thao, ví dụ như đá banh em cũng đá, nhưng đá cầu môn này. Hai đứa rủ nhau đi đá banh được ha. Em cũng thích đi dạo lung tung rồi đó. Đi dạo với ai? Thường thường là đi một mình. Có mấy người dắt chó đi dạo á. Cũng khoái lắm á. Em cũng khoái chó lắm, nhưng mà nhà không có điều kiện nuôi, cái đi một mình ngắm chó người ta. Em cũng khoái chó lắm anh. Hà Tĩnh hả? Dạ. Bạn có đọc một bài thơ nào về Hà Tĩnh, một bài hát nào về Hà Tĩnh? Giọng Hà Tĩnh đặc sệt nhất thì em mượn bài của Nghệ An. Rồi. Ngại ngôi chi mà anh nghĩ nọ về, hay là anh chê quê em nghèo đòi, hãy anh chê em vụng về câu nói. Đất thanh trương nhụt mặn đi chua ca, chắc có lẽ rửa mà anh chê, chắc có lẽ rửa mà anh nọ về. Nọ về là không về đó. Đất thanh trương nhụt mặn chua ca. Dạ. Rồi thôi gì cũng được, tạm ổn như rất là. Trời ơi khổ ghê. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không bạn? Dạ có bạn em. Bạn em đâu? Rồi, em được. chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn thấy tính tình bạn ấy sao? Cũng hiền lắm, hàng ngày thấy đi làm bình thường. Có ai đeo đuổi không? Dạ không. Có đeo đuổi ai không? Dạ không biết. Bạn có gia đình chưa? Dạ em có rồi chị. Bạn thấy bạn trai bên này có hợp với tính bằng bên kia không? Dạ anh, nãy giờ thì anh thuyết phục được tôi rồi. Nhưng mà có thể là còn 2 phút chương trình nữa thì anh có thể thuyết phục được em gái của tôi hay không? Dạ thôi, thuyết phục được anh là cũng được rồi, đây là vui rồi, có cơ hội.
Bạn nam có đi với ai không? Dạ không, hôm nay em đến một mình. Rồi, ok, chúng ta sẽ kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Thôi thôi thôi, thằng anh. Rồi, em cảm ơn ạ. Tiếc quá, nãy cổ không có thấy anh này, anh nhảy. Nhảy trước mặt bạn gái. Nhảy bao nhiêu người coi, nhảy tường anh được. Nhảy rồi mà. Mà em chưa, em chưa thấy. Để em xin nhạc ạ. Rồi cho nhạc luôn. Rồi, mở nhạc luôn. Nhảy xích, xích xích bạn gái kìa. Dạ thôi đã, đùng bé. Nhảy xích xích trước mặt bạn gái. Dạ được rồi ạ. Thấy, thấy. Chưa có lại, chưa được nữa nè. Đó, đứng đây nè, làm lại nha. Nhạc lớn lên, 2, 3, bắt đầu. Cô Diên. Dạ được ạ. Chưa bao giờ thấy một kiểu mà cô gái lạ lùng vậy. Thấy sao bạn? Thấy cũng được ha. Được, được. Quá dễ thương ha. Dạ. Dẻo dài lắm đó. Em nghe giới thiệu anh cái gì tròn tròn, tưởng tượng giống anh Quyền Linh. Ai vậy? Không giống. Từ từ em, bữa giờ anh mới cần một người vợ có thể làm anh mập ra chứ. Vậy là nuôi anh cũng hơi tốn ha. Anh tốn kém nhiều lắm rồi mà nó vẫn vậy đó. Vậy thì quá tốn rồi còn gì. Khi chưa có hơi á, tốn mà anh uống anh phải có cái hơi âm dương rồi nữa nó mới mập. Về hung miết 3 tháng mập lên. Ủa, ở đây em ở chỗ nào nhỉ? Em ở Bình Tân. Anh ở Củ Chi. Cô hơi xa. Vậy thì một nếu hẹn hò thì một tuần anh xuống đây được mấy lần? Công việc anh tự sắp xếp, có thể em muốn thì anh xuống thôi. Nếu muốn nữa anh nghỉ luôn. Em ở trong này với ai? Em ở một mình. Ồ vậy hả? Quá thuận lợi ở con mình đó. Nhưng mà em ở trong công ty. Vô công ty quan trọng là ông bảo vệ đó. Kiếm tình yêu đi, hôn nhân đi. Nói gì cho anh ơi, cho bấm đi em rung gì đâu rung, không có cho bấm gì trơn á. Giờ nói nữa đi, nói hoài luôn. Em thích nuôi chó đúng không? Dạ em thích. Thì anh cũng cực kỳ thích, thì sau này nếu mà vợ anh mà không có việc làm thì cứ ở nhà nuôi chó. Thôi em thích nuôi chó nhưng mà cũng không thích ở nhà em nuôi ôm chó đâu. Ý anh cái gì kỳ lạ vậy? Ý sao mà mình thuyết phục mà em thất nghiệp thì về em cho nuôi chó. Thiết tình. Ủa em nấu ăn có giỏi không? Em biết nấu ăn thôi nhưng mà em ăn được, còn người khác thì em không biết. Mà trước giờ có ý kiến phê bình chưa? Những người trong nhà thì thường thường không có ai có ý kiến. Tại vì có ý kiến thì không có ai nấu cho ăn hết. À, sao dạ. Chim ăn được là người ăn được mà. Chim cổ ăn được, le em ăn không được. Thôi một câu về tình yêu. Rồi khoảng bao lâu em kết hôn được? Em thì có thể được thì tháng sau cũng được rồi đó. Thích là nhất ha. Rồi hết thời gian. Ta nói được là tháng sau làm luôn cũng được, quan trọng là ông bảo vệ cũng cho vô không thôi. Chuẩn bị. Hà Tĩnh và Huế. 3 2 1. Hết thời gian. Xong bấm bạn. Dạ thì trong một mối quan hệ thì cảm nhận đầu tiên nó quan trọng lắm. Nhưng mà hiện tại bạn gái chưa cho em cái cảm giác đó. Nhưng mà anh thấy cô gái dễ thương thật mà. Dễ thương là một chuyện thôi ạ. Còn cảm giác là một chuyện khác hả? Vâng ạ. Bạn cảm thấy như thế nào? Thật ra thì cũng thấy hơi buồn. Nhưng mà cũng tại vì cũng không có đặt nặng vấn đề là tới đây là cứ phải kiếm chồng. Nên là cũng không có. Muốn cho mình một cơ hội thôi ha. Dạ đúng rồi. Nhưng chưa tới thì chờ cơ hội khác. Dạ. Hy vọng là bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho mình đâu đó. Cũng rất là tôn trọng quyết định của bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị. Cảm ơn em, anh Quyền Linh. Đây còn quà nữa nè. Gửi tặng hai bạn một cặp sao mắt i5 về nghe nhạc. Ai, chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống và sớm gặp cho mình một nửa còn lại. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng hả chị? Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng rồi. Mới 4 tháng rồi. Ai cha, cô gái dễ thương mà. Anh cũng không hiểu. Nghĩ là cô gái không bấm, chàng trai sẽ bấm. Em cũng cảm giác vậy. Nhưng cuối cùng nó ngược lại. Ai, nói gì với tình yêu mà khó nói phải tôn trọng này. Cảm giác của đúng người rồi. Ta thôi. Tất cả mọi thứ giờ? Đều là cảm xúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin hạ màn. Mời bạn nam.
Chào mọi người, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào anh Minh Bảnh. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Hiền, hiện tại em 28 tuổi. Bạn làm nghề gì? Dạ, em là điều dưỡng ạ. Rồi, mời bạn nam. Em tên Hòa, năm nay em 30 tuổi, em làm kiểm định viên ạ. Kiểm định là kiểm định dạ, cái gì? Bên công ty em thì có cầm cố thì chẳng hạn như kiểm định vàng, bạc hoặc là điện thoại, laptop gì đó. Bạn tới bạn kiểm định để định giá phải không? Dạ, đúng là định giá chị. Có nào kiểm tra nhầm không? Dạ, cũng có, lâu lâu cũng bị. Mình kiểm định con người được không? Dạ, cũng được anh, đó được. Kiểm định tôi còn bán như vậy không? Anh được cho hết rồi. Hết luôn hả? Dạ rồi. Trời ơi, không có phần trăm nào hết. Trời ơi, kiểm định tệ vậy trời. Quê bạn ở đâu? Dạ thì em ở Nha Trang ạ. Bạn nữ mình là quê ở Củ Chi luôn hả? Dạ đúng rồi chị, em nhà Củ Chi luôn ạ. Thế mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng được 2 mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay bao lâu? Em chia tay được 4 tháng hả chị? Mới có 4 tháng à? Bây giờ 4 tháng, 4 tháng thì kiếm mới 4 tháng rồi. Cái gì mà mới 4 tháng lên đây ngồi rồi lẹ vậy? Ủa hà, mới 4 tháng đi kiếm bồ khác rồi hả? Mối tình đó lâu không mà? Dạ 8 tháng rồi. Mối tình 8 tháng, chia tay 4 tháng. Chị mối tình đầu tiên thì bao lâu? Dạ. Mối tình đầu tiên quen bao lâu? Được 6 tháng chị. Thì 6 tháng. Mối tình kế tiếp chuẩn bị thì mình mấy tháng? Em chuẩn bị theo năm chứ không theo tháng nè. Tháng thì không hợp. Không hợp đúng không? Không thể không ổn không? Điều gì mà làm chia tay nhanh dữ vậy? Dạ tự nhiên cái... nó hết tình cảm thôi à? Mình tự hết cả. Mình hết hay đối phương hết? Dạ đối phương hết chị. Tự nhiên dạ. Sao nó hết? Có phải có mình gì phải chứ? Coi lại bản thân chứ. Em không biết đi tại sao. Có hùng nhau chưa? Chưa. Thấy chưa? Không cho tao. Không phải. Hả? Không phải không cho. Mà tao không chịu. Cái gì vậy? Tao chịu hùng hả? Ông nào kỳ lạ ta. Sao không chịu hùng ta? Em có lần nào khiêu gợi cứ hùng đi hùng đi không? Nhiều khi mình không có bật đèn xanh ta không dám hung. Em nhào vô nắm tay nó chạy ra không ạ? Ủa vậy đó hả? Phủ lại tay em ra giờ sao giờ? Lạ quá. Em cũng thấy lạ nữa. Bạn lạ quá bạn ơi. Em thấy lạ. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn tâm lý nè. Bạn gặp người con gái bạn muốn hung không? Người ta cho mình hung. Người ta cho luôn á. Được rồi hung với mới dựng hung. Thấy chưa? Mà bạn bên kia bạn nói hậu á. Ông kia ông không hung. Ông đó bị gì rồi đó. Là chỗ đó đó. Khổ. Phải nghiên cứu cái cô này lại cái đá. Nhưng đúng mà nghiên cứu coi sao nha. Em có tật xấu gì không? Tật xấu hả chị? Ừ. Thì em chỉ là hơi nóng tính thôi. Với lại ngủ thì khi nào mà mệt quá thì ngủ có thể hơi ngáy thôi chứ cũng không có gì. Ngủ hơi ngáy nhưng mà chưa có hung là đâu có ngủ chung đâu. Đúng rồi. Vậy ta đâu có biết em ngáy. Thật sự là em anh cũng không có xảy ra cái vấn đề mâu thuẫn gì hết á. Từ lúc quen lúc chia tay chưa hề cãi nhau một lần nào hết. Hay là nhạt quá. Em phải tạo cái gì cho nó cuốn hút nó hấp dẫn lên chứ. Có nắm tay không? Có nắm tay không bạn? Dạ em nắm anh ơi. Em nắm hả? Dạ. Rồi bạn kia im ru luôn hả? Dạ. Vậy cuối cùng là bạn có thích, bạn thích trai hay thích gái? Dạ. Bạn đó cuối cùng là thích trai em hay thích gái? Em không xác định được. Chắc là 3D quá. Nó cái gì vậy? Bạn có sở trường gì không? Cái gì cũng có chút chút chị. Nấu ăn thì em cũng biết nấu sơ sơ. Nhưng mà thường những món mà em mới biết nấu á, em không dám ăn, em để người khác ăn trước. Vậy là nấu cho bạn đó ăn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Trời ác là anh. Chắc ta ăn không được rồi. Không, khen ngon. Khen ngon. Không biết có thiệt tình không em không biết. Bây giờ nè. Bây giờ các bạn kia cười quá chịu không nổi. Trời ơi, trời. Có nhiều cái lạ quá. Bây giờ mình nói bên đây trước đi ha. Bạn có một tài lẻ gì không? Dạ em thì có rất nhiều tài lẻ. Chẳng tài lẻ thí dụ em, biết hát, biết đánh đàn, rồi biết khiêu vũ. Em là đi khiêu vũ cũng lâu rồi. Rồi đứng lên vừa hát vừa khiêu vũ thứ coi. Không được. Kệ nó đứng đi sao đâu. Không có nhạc, không có nhạc. Kệ nó thử thử thôi. Cái là cái chân em nó hơi đau. Không kệ đâu, giờ đứng lên hát biểu diễn rồi nè. Biểu diễn đứng xích xích lên xíu cho mọi người thấy luôn. Bắt đầu. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mãi hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lằn đầy, có tiếc buồn gì, có bất tình sầu, tình ơi dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Múa sao rách áo rách nách luôn rồi nè. Giờ mốt kiểm tra lại cái áo rách nách rồi nha. Rách đâu được coi. Giá lại coi kìa. Đó. Trời ơi sao vậy? Như nay đi hỏi vợ mà vậy chết rồi. Không có người nào may cho em lười biếng em may. Rồi mà không còn áo nào khác sao? Trời ơi.
đi coi vợ mà áo khổ vậy trời ơi, nói cái gì dạng sự khởi đầu nan, ôi mày cái gì ngày đầu tiên mà vậy là tiêu rồi. Bên ngoài đẹp một chút gặp người yêu rồi cứ về luôn nha. Dạ rồi, đưa về đi, em anh nói nghe nè, giờ vậy nè ha, đưa cái này ra nha. Kỳ vậy, thôi lỡ làm sao đâu, vậy cho người ta thương, xung quanh không có bàn tay phụ nữ được vui vẻ thôi. Tướng cũng mạnh khỏe dễ thương mà, thịt đồ chắc nụi ha. Thích người bạn gái thì sao? Chỉ cần nhỏ nhắn dễ thương, đừng có béo quá. Đừng béo quá hả? Dạ không, nhỏ bên kia nhỏ nhắn dễ thương lắm. Đưa má ra là nhào vô hôn liền. Một chút mà được là nhào vô hôn liền cho tôi. Chưa hôn. Chưa có được hôn. Nhưng mà người ta không cho thì mình đâu có được. Cho. Cho. Dám không? Hay là dám cho ông kia luôn? Không cho em hôn chị. Cho là hôn ha. Cho là hôn. Dù mình đàn ông gì mình ta nắm tay mình phủi tay ta ra là sao? Đó là ác cái gì? Ác quá. Phủ phàng quá. Đúng rồi. Sở thích khi rảnh rỗi thích làm gì? Dạ thì em hay đi coi phim, anh phim bộ. Có khi một bộ phim em coi gánh năm mấy hai năm. Coi phim gì? Đi quy chiếu phim. Chẳng hạn như phim Cô Dâu 8 tuổi nè. Cũng coi hoài, rảnh là anh coi, rồi rảnh cũng coi. Rồi không đi làm ăn xong rồi. Đời sống chợ đêm mà em không, tại đề xuất là đêm anh đúng á, đêm anh coi dữ. Phải thơi ra nữa, coi không mấy năm chưa. Tại chị biết sao không, tại em làm thì cái thời gian rảnh cũng nhiều. Khách vô thì em mới làm, em mới kiểm định, không có khách thì thời gian rảnh rồi thì em mở TV lên em coi. Trời ơi, cái này nói chương trình này phát sếp thấy coi chừng nghe, sếp đuổi việc á. Em kiểm định chị thường có bao nhiêu phần trăm? Chị nếu mà em kiểm định thì chắc cũng cỡ 70%. Trời đất ơi, 30% kia mất đi đâu. Thì chị kia kiểm định, em kiểm định cho em có biết đâu, mất đi đâu. Thấy kiểm định anh có miếng nào không? Có được rồi. Có lúc mà có tiền có 70% là ngon rồi. Thôi cũng được. Ngồi chưa qua kiểm định cô kia còn mấy chục. Đừng có che nó rách nha không? Tại không có người chăm sóc thôi. Về mai lại dùm cho ảnh. Anh đang cần cái người may áo. Dạ. Áo nào cũng rách nghỉ đi. Một tủ áo mà hôm nay đi tới đây cái áo rách có nghĩa là nguyên cái tủ rách hết rồi. Em biết cháu sửa thì. Đúng không? Nguyên cái tủ rách hết rồi. Ta nói có bài hát là áo anh rách vai. Đúng không? Áo anh rách nách. Hát vậy khó quá. Hôm nay em tới đây có người thân đi theo không? Dạ em đi với bạn em chị. À bạn em đâu? Dạ bạn em ngồi dưới chị. Hồi đó giờ em có thấy ai mà ngày đầu tiên đi hẹn hò mà mặc áo rách nách chứ? Dạ chưa thấy chị. Bây giờ em cảm nhận anh chàng như thế nào? Dạ cảm thì em thấy anh cũng được, cũng hiền. Còn vụ này sao? Dạ vụ đó thì nó cũng xí xóa cũng đỡ đỡ anh. Cũng được ha. Không sao. Bạn có đi với bạn Nam đó, đi với lại mấy chị em cho công ty. Hèn chi thấy nãy giờ xóm bên này rân rân vậy rân, mà không chịu kiểm tra rồi áo quần cho bạn bè đi. Bình thường ở trong trong chỗ làm mà ảnh là người như thế nào hả chị? Hoài rất hiền chị. Mà sao trong trong công ty không có cô nào để làm ma cho ảnh hả? Quá trời cô ngồi đó. Dạ trong công ty cũng có gia đình hết rồi. Ủa thấy em gái này so với dạ thấy hiền dễ thương. Là chị thấy được chưa? Cặp này hợp không? Dạ thấy được. Công ty ủng hộ không? Dạ ủng hộ. Đám cưới đi nhiều. Câu này khó quá. Rồi cảm ơn quý chị. Bây giờ cho hai người gặp nhau nha. Thật ra tôi vẫn tức tôi vẫn chưa tìm hiểu được nguyên nhân tại sao mà để hai người nói chuyện cho hiểu nhau tại hơn. Tại sao mà cái anh bồ cô này lại không hung cổ? Kéo màn lên. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân. Phải suy nghĩ vụ này á. Dạ em chào anh, cảm ơn. Hung cái trước đi nói chuyện. Cho anh hung cái mở hàng cho nó hên á, hiểu không? Phá nó không thỉ xui đó đi. Trời ơi. Vô. Không cho coi, cho mà hả? Cho. Không cho hung à. Vô. Cho rồi. Cho. Để ta có cho không? Thằng nữ người ta không cho là người ta bực mình. Người ta cho thiệt, không hung người ta bực á, ta nói ba đề đó. Hả? Thể hiện bản lĩnh đàn ông coi. Ôi trời. Đó. Được không? Gì giật dữ vậy? Em nổi da gà. Có nổi da gà được rồi, thôi được rồi đó. Bây giờ là cảm giác được gì rồi? Mới hung tay đó. Bây giờ là nổi da gà chứ hồi mà hung mặt nó nổi da dịch nữa đó. Rồi, hai ba. Kiểm định. À, anh ở Nha Trang như đây làm luôn hả? À, anh ở anh Khánh Hòa. Ủa sao vui quá cười hoài vậy? Hung chạm với cười hả? Chắc chạm với cười á chị. Em thích coi phim không? Dạ có. Giống anh. Đã không coi phim cô vô 8 tuổi đâu. Quan điểm hôn nhân tình yêu gì đi. Em nghĩ gì về tình yêu? Em nghĩ khi mà yêu á thì phải tin tưởng. Tại vì khi mà anh không tin tưởng thì lúc đó anh sẽ bắt đầu anh kiểm soát. Mà cái người bị kiểm soát rất là mệt mỏi. Anh cũng vậy, anh cũng như em, nó chỉ cần tin tưởng nhau thôi. Dạ. Còn nhắm có mối tình này được mấy tháng? Qua được năm không?
Hên xui chị. Nhìn vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Chị thấy nào? Gì trong mắt nhau? Có lông mi không? Hả? Thấy cặp lông mi. Trời ơi, nguyên mặt em thấy được cặp lông mi không hả? Bạn cảm nhận chàng trai đối diện như thế nào? Em thấy ảnh cũng hiền, cũng thật thà. Bạn có đồng ý giá áo nghe rách nghe nách cho ảnh không? Em thì mấy cái vụ may giá em dở lắm. Nhưng mà cái nào rách em đem ra tiệm cho người ta giá lại. Có gì, có lòng thành là được anh ạ. Lòng thành. Điều dưỡng chăm sóc tốt lắm á. Hết thời gian. Nào, kiểm định và điều dưỡng. Điều dưỡng xong rồi đem đi kiểm định. 3 2 1. Hết thời gian. Sợ quá. Đồng ý hẹn hò làm giật mình. Sát vô, sát vô, nắm tay nhau coi. Làm gì? Che rồi ăn hết cái màu hồng của ta đi. Bây giờ chính thức hôn được rồi đó. Hôn nghe má. Từ từ lắm, từ từ. Hôn nghe má cho đi. Hôn má đi. Hôn má đi. Thôi, hôn đi anh. Vậy mà nỡ nào thằng kia hôn đi anh mà nó chạy. Má đi rồi. Trời. Bây giờ ở đây là hôn đi anh nhưng mà mai một chút về. Cho nó gọn ha. Ê, tặng các bạn những vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có những thời gian thật lãng mạn bên nhau nha. Cảm ơn anh. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một cặp loa của sao mắt i5. Nắm tay đi xem phim đi. Nhớ ra mua kim. Ra mua kim giá áo nha. Thương. Cuối cùng thì chúng ta đã có được một đôi, hôm đôi nay là cũng được hẹn hò với nhau. Dạ. Đó cũng là niềm vui mà tôi nghĩ là tất cả khán giả cũng cảm nhận được điều đó. Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể vào trang fanpage bạn muốn hẹn hò để xem thông tin hoặc là xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Cảm ơn ba của anh, chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Khu giờ rất quen thuộc thưa quý vị, chúng ta gặp lại nhau hàng tuần hai lần vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Bữa nay chắc là ông mai bà mối hên à. Hôm nay thấy đỏ rực cả bầu trời rồi đó. À, nè, đỏ được, rồi. Được, được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Hạ Màn. Anh ơi, mình đến giờ em chưa có một bóng tóc vàng. Có ai hôn bạn chưa? Mời bạn trai. Vỗ tay dữ vậy. Chào bạn. Dạ chào anh Quyền Linh. Quá đẹp. Mời bạn nữ. Đẹp dễ sợ. Vỗ lớn lên, vỗ lớn lên. Chào em. Dạ em chào chị. Em chào. Em giới thiệu về mình. Dạ em là Huỳnh Thị Ngọc Diệp, giáo viên mầm non. Ồ, giáo viên mầm non. Dạ em năm nay 30 ạ. Diệp quê ở đâu? Dạ em sinh sống ở Sài Gòn, quê em ở An Hữu ạ. An Hữu Cái Bè Tiền Giang đúng không bạn? Dạ. Vậy là cùng quê Linh á hả? Sát bên, cách nhau khoảng 100 cây số. Diệp 30 tuổi, giáo viên mầm non. Rồi bạn bao nhiêu tuổi? Dạ. Em tên là Nguyễn Quốc Thành, 31 tuổi. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Quê ở đâu? Sa Đéc ạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm lễ tân nhà hàng. Để hỏi cái nghề cô giáo mầm non này xí, em làm nghề này lâu chưa? Dạ em làm được 9 năm ạ. Bây giờ ví dụ như tới giờ rồi cho ăn, có những trẻ nó không chịu ăn rồi mình phải đút đúng không, biến ăn. Dạ. Rồi những đứa béo phì rồi này kia nữa thì lúc đó mình làm sao? Mình ăn trước khi bé không ăn được á thì cô hát một bài hát cho bé nghe rồi động viên cho bé ăn được. Cái này hay à. Hay à, hát bài hát gì hát thử ơi. Bên kia có một bé bị béo phì nha, anh hát sao mà cho bé đó đừng có uống sữa nữa giùm chị bé đi. Không ăn, bé không ăn, hát cho bé. Rồi rồi anh. Dạ anh xin phép hát à. Có chú heo con ụt ịt kêu hoài, ăn suốt ngày phình lú cái bùm ra. Ôi chú heo sao mà làm biến thay,
khuya suốt ngày đừng có ham ăn hụt ít 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 ít. Rồi đủ rồi, nghe đủ rồi. Trời ơi, 30 tuổi mà nghe cái giọng thiết nhiếc. Sao em cảm nhận thế nào? Dạ em thấy bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Hỏi Diệp nè, Diệp bạn thấy bản thân mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì? Em khuyết điểm là em còn nhát lắm. Em tiếp xúc với bạn trai ít. Ở đó giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ chưa, em thường em còn nhỏ em đi học á, em có quan tâm. Rồi đến khi em học ngành mầm non thì nơi đó toàn là nữ không. Cho nên là đến giờ em chưa có một bóng bắt vai. Chưa có một cái mối tình nào bắt vai hết trơn á. Dạ. Trời ơi vậy tội nghiệp quá giờ sao ta? Có ai hung bạn chưa? Vậy là có rồi nè. Dạ chưa. Chưa, người ta chưa có mối tình nào bắt vai. Biết chưa? Đâu có chàng trai nào hung thiệt rồi sao? Vậy bữa nay hung nha. Bữa nay tạo điều kiện. Thôi mắc cỡ lắm. Thấy chưa? Dạ. Bên đây là sao xuyến rồi đó. Bên đây nè, bên kia người ta chưa có mối tình dắt dài. Bên đây sao? Có mối tình nào chưa? Dạ em cũng được hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì tụi em đi yêu đơn phương thôi ạ. Mối tình kế tiếp thì bạn gái chê em không có biết cách nói chuyện á. Gặp bạn gái không biết nói sao. Trời ơi bên đây nhát, gặp bên đó nhát nữa rồi giờ hồi rồi ai tấn công ai đây? Rồi đừng chỉ cho cách tấn công nha. Thôi được rồi, bây giờ bạn muốn tìm người yêu thế nào? Người yêu của em là phải dễ thương. Dễ thương? Dạ. Bao dễ thương luôn. Trời, chứ thật thà. Thật thà bên kia thật lắm. Ta dạ. Nó không hùng, ta nó không hùng. Không? Rồi gì nữa? Dạ biết nội trợ. Với lại phải trung thủy nè. Trung thủy? Dạ. Được. Còn gì nữa không? Dạ em nhiêu đó được ạ. Diệp có đặt ra mình muốn tìm một người đàn ông như thế nào không? Em mong anh ấy là người chân thật, tốt bụng, có trách nhiệm với gia đình, có lối sống thật thà, chất phát. Dạ mình, thôi. Bên đây bao luôn. Có điểm gì mình không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông vô trách nhiệm, lăng nhăng. Còn về ngoại hình? Anh ấy là người khỏe mạnh, có thể bảo vệ được em. Chà, cái vụ khỏe mạnh này cũng mệt à nha. Khỏe không? Không nghi ông này dạ, yếu quá. Dạ, có điện từ. Khỏe không? Dạ, cũng khỏe chút chút. Mạnh không? Dạ, cũng không có chút chút ạ. Phải tự tin mạnh, khỏe. Dạ mạnh. Cũng được, hợp được. Với cô giáo đấy. Cái điều gì mình không thích người phụ nữ? Dạ, điều mà em không thích người phụ nữ là lăng nhăng, người với hay cầu nhào. Bản thân mình có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu rồi cũng có ạ. Như ăn cơm chậm. Trời ơi trời. Ăn cơm chậm là sao? Bữa cơm em cũng khoảng 45 phút ạ. Trời đất ơi. Do mình đút vô là mình ngậm hay sao? Mày sẽ giống con gái tôi quá trời. Em ăn thì rất kỹ, em nhai kỹ lắm. Để tôi hỏi coi có cách nào không? Sao sao em? Ăn tô cơm 45 phút đó rồi em có cách nào để khắc phục không? Em nghĩ ăn kỹ no lâu có thể là đồ ăn của anh đó đang ăn ngon cho nên anh đó muốn thưởng thức. Trời ơi, thưởng thức thưởng này. Gì? Trời ơi, mày giống ăn chậm con tôi lắm rồi. Hôm nay mình đi có ai người thân mình đi theo không? Dạ có, dạ có mẹ của em và bạn. Hai rồi. Bà chào bác ạ. À. Nhà mình có hối thúc Diệp lập gia đình chưa bác? Dạ mẹ ở nhà rất là cưng chiều, bởi vì có hai đứa con, một trai, một gái và bà bé Diệp là Út đó. Cho nên kiểm soát về vấn đề mà đi làm đến nơi thì về mới đến chốn nên tới bây giờ nó. Trời ơi, cô kiểm mà bác kiểm soát hoài vậy rồi chừng nào Diệp mới lấy chồng được? Dạ. Bây giờ còn kiểm soát không? Bây giờ đến lúc là phải đốc thúc Diệp tìm ý trung nhân rồi. Dạ, dạ bác muốn con rể tương lai làm sao bác? Thì thông qua chương trình bạn muốn hẹn hò thì thấy cháu hiền. Dạ. Có những điểm chấp nhận. Dạ. Vô. Dạ. Vô. Dạ, bác. Vô rồi. Nói gì với bác đi, nói đi. Dạ con cảm ơn bác nhiều. Con hứa gì với bác sao vừa nữa về con chăm sóc con bác sao hứa luôn đi. Dạ con hứa với bác là nửa về con chăm sóc tốt cho. Hứa với bác là con không ăn chậm nữa đi. Con sẽ cố gắng ăn thật nhanh. Bây giờ tặng má vợ tương lai một bài nữa thôi. Dạ con xin hát tặng bác gái một bài. Dạ. Bài gì? Dạ tình anh bán chiếu ạ. À. Rồi vô. Dạ. Chiếu Cà Mau nhóm màu tươi thắm, công anh cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này anh chẳng bán đâu, tìm em không gặp. Tìm em không gặp anh gối đầu mỗi đêm. Vô.
Vô, được rồi, được rồi. Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy sao, cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Ủa, một hơi luôn nha. Cửa giường cô đã khóa kín từ năm nào. Tôi giác đôi chiếu bông từ dưới ghe lên sớm gầy, chiếc áo nhộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước vắng tanh, trong gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm, như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Thôi buồn quá bỏ đi. Bỏ quá. Bây giờ hát có đi sao? À, bữa nay em đến chương trình, em dạ, đi với dạ. Mẹ với mẹ Tư em. Có mẹ nữa, trời ngon rồi. Chào dạ cô. Chào, em xin Quyền Linh nè. Em xin Cát Tường dạ. Bây giờ cô thấy tình hình sao? À, tình hình thì thấy hai đứa nó cũng hợp nhau à. Cô có nói gì với bên xuôi tương lai không? Hôm nay mình nói luôn đi cô dạ. Thấy được á, con thấy dạ. Hợp. Thôi giờ mình làm xuôi nha chị. Hai bà xuôi ôm nhau cái. Wow. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi xong, qua coi xong mới được luôn. Trời ơi, khỏe re dạ, luôn rồi. Chào anh. Chào cô giáo. Dạ. Bữa nay tôi nó thuận lợi, tôi vô cùng luôn, sẵn có người lớn đây nè ha. Thế được rồi đó. Ha, được. Rồi bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau đi. Ổn rồi, đôi trẻ gặp nhau đi. Cha mẹ là ổn hết trơn rồi đó. Quan trọng là đôi trẻ chịu hay không thôi, còn người lớn chịu hết rồi đó. Kéo màn lên. Rồi quay qua. Dạ. Đến với chương trình anh cũng có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh rồi. Dạ, em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh chân thật, người đàng hoàng. Cảm ơn em. Ừ, cái yêu cầu em nãy giờ nói thì anh cũng làm được. Chút nữa anh mời em đi sở thú chơi ha. Trời ơi. Gì trong sở thú. Vô sở thú chi? Ngày đầu tiên gặp gỡ đi vô sở thú. Mẹ cho phép con với ảnh đi không ạ? À? À cho đi rồi dạ. Nhưng mà vì sở thú tiền vé ai mua? Dạ em mua. Hả? Dạ em. Có anh với Tường đi nữa nha. Dạ. Nếu như mà em đồng ý hẹn hò cùng anh thì khoảng bao lâu mình có thể đi đến hôn nhân? Em nghĩ trong vòng một năm ạ. Anh nghĩ thời gian cũng hợp lý với anh. Yeah. Anh thấy em như vậy, anh có muốn làm quen với em không? Anh thấy em thì người rất dễ thương, với cũng xinh đẹp nữa. Anh cũng vui lắm. Thôi bây giờ mình nói một câu gì đó, nó tình thật là tình cảm, tỏ tình với bạn anh trai gái. Nói câu gì đi, anh chung thủy em suốt cuộc đời gì đó. Anh hứa với em là sau này anh sẽ lo cho em suốt đời. Dạ, yeah. Muốn nói gì nữa không? Em muốn nói câu gì với anh không? Em hứa với anh là em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh và gia đình. Được rồi, quá dễ thương rồi. Rồi thôi. Chuẩn bị. Suy nghĩ nha. Cặp này không bấm nút là tôi bấm đó nha. Một. Hai. Ba. Bấm. Quá nắm tay cho, nắm tay coi, nắm tay xin. Có ba mẹ, có mẹ đây rồi, sao nắm tay chặt đưa ra phía trước cho người ta thấy đi, chặt vô, nắm chặt vô đó, thấy sao? Trời xứng đôi quá à. Hả? Ấm mà. Ấm không? Dạ ấm mềm. Giờ, giờ hung nụ hôn đầu đời nè, chưa có được từng hung bao giờ đó, đó má vỗ tay luôn rồi kìa. Má vỗ tay thấy đi đó. Không giống hửi không? Lâu lâu chút không lại cái, không lâu lâu cái coi cảm giác sao nè. Sao em? Cảm giác hay sao em? Nhà mắc cỡ. Thích không? Nhà thích à. Mắc cỡ mà. Dễ thương quá. Trời ơi thiệt, cái cặp này dễ thương vô cùng tận luôn nè. Đây những chiếc vé xem phim nha. Mình khoan đi sở thú đi. Đi coi phim. Dừng xem phim trước hẳn đi sở thú sau. Ha. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là một cặp loa sau mắt i5 gửi tặng hai bạn. Cái này vô sở thú nghe được ha, mở lên anh nghe. Nắm tay đi đó, trời ơi. Nhanh đám cưới nha, mời về Tiền Giang nha.